Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức lớp, kính thưa quý vị thành viên trong ban giám thị, kính thưa cụ ông cụ bà cùng toàn thể đồng đạo học viên thành kính, thì hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2022. Hôm nay cũng là ngày 16 tháng 8 niên Nhâm Dần, cũng là cái ngày thứ hai của lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461 được tổ chức tại ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Thì hôm nay cũng được sự phân công của ban lãnh đạo lớp, thì với vai trò trở về lớp gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để chia sẻ qua một cái chuyên đề trong 28 chuyên đề của lớp giáo lý căn bản. Thì kính thưa quý vị, thì theo như cái chương trình được ban lãnh đạo lớp hoạch định, thì đáng lẽ ra thì mỗi buổi sáng chúng tôi đều có mặt ở lớp để sinh hoạt đầu giờ, cũng trao đổi một số vấn đề và cũng thông báo thêm về những cái sự kiện tới của lớp học của mình trong suốt quá trình 15 ngày học. Bởi vì quý đồng đạo cũng biết rằng ở trên đời này có hai thứ mà tôi thiết nghĩ rằng chúng ta dùng tiền mua không được. Một là sức khỏe, hai là tri thức. Đây là hai cái món quan trọng nhất của mỗi con người chúng ta. Và đặc biệt hai món này thì dầu rằng có nhiều tiền lắm của bao nhiêu thì mình không mua được. Thì đồng đạo biết rồi đó, về sức khỏe thì gần như nhiều khi rồi trong cuộc sống, lúc còn nhỏ khi ít bệnh hoạn thì mình không có mong cầu, nhưng mà khi đứng tuổi rồi, khi nhiều bệnh rồi thì lúc bây giờ mình rất là mong cầu sức khỏe. Tuy nhiên thì cũng khó có thể mà dùng tiền bạc mua được. Cho nên một con người mà có một sức khỏe tốt đó, thì yếu tố quan trọng cần phải có là gì? Con người này phải có một cái tâm an lạc. Cái tâm an lạc sức khỏe mới tốt. Còn nếu như cái tâm của chúng ta mà gần như ích kỷ, nhỏ mọn, phiền não đó, thì theo tôi nghĩ rằng là sức khỏe không tốt. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là sức khỏe tốt là phải ăn ở không, ít lao động, sống cuộc đời gần như ít có cực nhọc vất vả thì sức khỏe tốt, thì điều đó là điều sai lầm. Nhiều khi mình ăn ở không là nó còn sanh bệnh quý vị. Cơ thể mình cũng như cái bộ máy vậy, nó phải được hoạt động đều đặn trong suốt quá trình sống. Và cái yếu tố để quyết định có được sức khỏe thì đó là chúng ta phải đạt cái tâm an lạc. Cái con người mà cái tâm ít có phiền não, ít có lo rầu thì con người này họ rất là khỏe, thấy con người sống hạnh phúc lắm, như vậy thì mới không uổng kiếp sống. Còn đa phần mà những người mà phiền não nhiều đó, rầu lo nhiều đó, ích kỷ nhỏ mọn và luôn luôn có một cái lòng tham, rồi có sự phẫn nộ, thì xin thưa là những người này thì giàu cố gắng cả nào nhưng mà sức khỏe rất là kém. Thì đó là yếu tố thứ nhất. Và cái thứ hai nữa chúng ta không mua được, đó là cái tri thức, cái học hỏi, cái hiểu biết mà mình muốn đạt được thì chúng ta phải học thôi. Đó là điều đương nhiên. Chứ giờ này mình ngồi tại nhà mà chúng ta dùng tiền để có được cái hiểu biết thì xin thưa là không có được đâu. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Tôi ví dụ như một đứa trẻ mới lớn khôn mà không được cái sự giáo huấn ở ngành giáo dục thì đứa trẻ này không thành nhân. Đó là điều chúng ta rất là dễ hiểu. Và cái thứ hai, song hành với vật chất thì một cái vấn đề về tinh thần, về con đường đạo đức cũng không khác. Nếu hôm nay chúng ta muốn biết về tinh thần, đi sâu về tâm thức thì mình phải học. Thì cái học đó gọi là học Phật, ngoài đời gọi là học giáo dục, học chữ. Còn hôm nay trong cái lộ trình tín ngưỡng tâm linh thì chúng ta cần học Phật. Nếu các tôn giáo khác thì học ở một cái lĩnh vực khác. Còn nếu nói về tôn giáo đạo Phật, về sự thần Phật, thì tất cả chúng ta phải học Phật. Như vậy thì từ cái học đó mới giúp cho mình có được cái tri thức, có được cái sự hiểu biết. Rồi từ cái tri thức đó mới giúp cho mình có được cái tâm an lạc, nó đặc biệt. Nếu chúng ta không học thì đồng nghĩa với mình không có tri thức,
Mà nếu không có tri thức, không có sự nhận thức đi sâu về tâm lý thì tâm chúng ta không bao giờ an lạc. Mà tâm chúng ta không an lạc thì không bao giờ chúng ta có sức khỏe. Cho nên các yếu tố này nó gắn liền với nhau. Dù rằng nó là hai, nhưng thật sự ra nó chỉ là một thôi. Cái nhu cầu cần thiết nhất của mỗi con người muốn đạt được cái kết quả tốt thì chúng ta phải hiểu biết. Cho nên ông cha ta đã nói một cái câu mình thấy hết sức là chân lý: khôn cũng chết, mà dạy cũng chết, nhưng mà biết thì sống. Muốn biết thì phải học, chứ không bao giờ nó không đem ta dâng cho mình được. Bởi vì cái biết là cái mà chúng ta phải nhu cầu học tập thôi. Như vậy thì nói như vậy để chúng ta thấy rõ được cái tầm quan trọng của sự học. Theo cái sự suy nghĩ của chúng tôi thì gần như chúng ta học cả đời không hết cái gì. Bởi vì cái học đó nó giúp cho chúng ta hiểu biết được nhiều thứ để rồi chúng ta ứng dụng. Cái quan trọng là hiểu biết để ứng dụng, chứ không phải hiểu biết rồi để chúng ta rèn kiến thức. Nếu như hiểu biết mà chúng ta lại tự cao, tự cường, tự đại, rèn kiến thức thì là một việc khác, không đạt được kết quả. Trừ khi chúng ta học rồi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống thì đó chúng ta mới có được cái nguồn năng lượng tích cực để rồi mình phát triển từ vật chất lẫn tinh thần. Mà cái điều tối cần nhất là ở trong tâm linh chúng ta, ở trong cái nguồn tri thức chúng ta. Khi một con người có học Phật, có hiểu biết về luật nhân quả, có hiểu biết rằng cuộc đời con người chúng ta còn có kiếp sau, có hiểu biết rằng thế nào là thiện, thế nào là ác, thì đồng đạo chúng ta sẽ rất là hoan hỷ. Lúc bây giờ là gần như mình rất là hoan hỷ, rất an lạc. Bởi vì cái điều thiện luôn luôn đưa con người đến chỗ hạnh phúc, còn gọi là lương tâm đạo đức con người, với những cái câu thánh thiện mà ông cha ta đã dùng. Còn ngược lại những điều bất thiện là những điều phi đạo đức, những điều phi lương tâm. Mà nếu cuộc sống con người chúng ta mà phi đạo đức, phi lương tâm thì con người chúng ta sẽ bị xã hội đào thải. Sống như vậy thì rất uổng kiếp con người, rất uổng lắm. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên từ đó chúng ta mới suy ra được rằng hôm nay sự học là điều cần thiết lắm đồng đạo. Cho nên thì chính vì cái sự cần thiết đó mà ở các nơi, cũng như ở bản thân, cũng như trong ban phổ điền giáo lý ban sự trung ương, thì luôn luôn ân cần mở các lớp học để nhằm trao dồi kiến thức, tạo một cái điều kiện thuận lợi cho đồng đạo chúng ta có cái điều kiện để học giáo lý. Như vậy thì cái sự học này theo tôi nghĩ rằng nó không nhiều lắm. Nhất là đối lớp học này, chỉ cần chúng ta ngồi đây có 15 ngày, đâu có nhiều lắm đâu. Một năm 365 ngày nó trôi qua một cách hết sức là nhanh. Đồng đạo có thấy không? Chứ thật ra theo tôi thấy là thời gian trôi rất là nhanh. Giống như là Đức Thầy chúng ta dạy là việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra cái lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì cuộc đời cũng chống đổi thay. Hồi đó giờ chúng ta phí phạm cái thời gian nó trôi biết bao nhiêu mà nói gì. Đôi khi mình nhớ lại, thì ra bây giờ mình đã già rồi. Năm nay mình đã 40 tuổi rồi. Năm nay mình đã 50 tuổi rồi. Năm nay mình đã 60 tuổi rồi. Thì như vậy cái thời gian chết, tôi dùng cái từ là thời gian chết, bởi vì thời gian đó mình không có làm được cái gì ít giúp ích cho đời, cho đạo cả, thì nó sẽ rơi vào thời gian chết. Cái thời gian chết này nó rất là uổng. Nhiều khi có nhiều đồng đạo nói với tôi rằng: chú Tâm ơi, ước gì tôi được trẻ lại. Nhưng mà không được, không được đâu. Ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Vì vậy cho nên khi chúng ta hiểu được một cái quy luật đó thì mỗi vị chúng ta phải trân trọng cái thời gian sống. Chúng ta đừng để cái thời gian đó chết, nó uổng phí. Hồi đó giờ mình chưa học Phật, mình chưa kinh nghiệm, thì nhiều khi là mình giống như là mình phó thác cho số phận. Nhưng những vấn đề đó thì phải nói rất là thục hẳn. Cho nên hôm nay hiểu được vấn đề đó rồi thì chúng ta phải sử dụng cái thời gian này thành một thời gian sống. Một năm 365 ngày nó nhiều lắm. Nếu như chúng ta biết ứng dụng nó trong cuộc sống thì cái thời gian ấy nó sẽ là cái điều tốt đẹp để đưa chúng ta thăng hoa vào lộ trình giải thoát để đến chỗ chân thiện mỹ. Còn nếu như chúng ta không biết áp dụng thì nó sẽ biến thành một thời gian chết. Thế rồi cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc một cách hết sức là vô vị, không đạt được gì cả. Mà cũng chính vì cái vô vị ấy mà từ xưa đến giờ tôi và quý vị không biết thì chết đi đào thai trở lại, chết đi đào thai trở lại rất là nhiều đời nhiều kiếp nè. Mình không thấy, mình không biết. Mình nghĩ rằng cuộc đời này ngắn gọn trong một kiếp, xin thưa không phải. Cuộc đời chúng ta nó không có dừng. Mỗi kiếp sống con người giống như một cái quán trọ. Mỗi kiếp sống con người giống như chúng ta đang ở một căn nhà thôi. Rồi chúng ta sẽ sang qua một cái căn nhà mới.
mình sẽ sang qua một cái quán trọ mới. Nếu như trong hiện tại mà chúng ta có được nguồn tri thức, hiểu biết được học Phật để chúng ta ứng dụng, thì cái căn nhà sau lúc nào cũng đẹp hơn căn nhà trước. Còn ngược lại, nếu như chúng ta để một thời gian chết thì cái căn nhà sau nó sẽ tồi tệ hơn căn nhà trước, đưa chúng ta đi hoài chúng ta địa ngục thôi. Đó là một quy luật. Cái mà chúng tôi vừa nói là một cái quy luật. Cho nên muốn nói các lý do này để làm chi? Nếu mà nói về công việc đó, thì xin thưa quý vị, tất cả chúng ta ai cũng có công việc. Tôi cũng có công việc nè, quý vị cũng có công việc nè. Điều này là vấn đề công việc, là một vấn đề đương nhiên trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta phải chủ động, chúng ta đừng bao giờ thụ động. Bây giờ mình cứ sống, mình cứ công việc lại, vậy thì mai mốt rồi giờ mình bị đỏ địa ngục, rồi công việc cứu mình không? Xin thưa là không. Mà Đức Thầy đã dạy là lo giàu nghèo, lo mãi chẳng thành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên công dưỡng dục, mà Thầy dạy trong Giác Mê Tâm Kệ. Như vậy thì chúng ta lo hoài cả đời, cuối cùng thì sao? Cuộc trần thế phiên ai hãy gẫm, danh mà chi lại lắm mà chi. Bả công danh như bọt nước có ra gì, mùi phú quý dần mang tan hiệp. Sang cho lắm cũng rồi một kiếp, mà giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Cái tuổi xưng đeo đuổi kiếp con người, thân tứ đại nói chi mà bền chắc. Kính thưa đồng đạo, cứ lo. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Cuối cùng rồi cũng ra nghĩa địa hả? Tới mà gần hết mối đó ra mà tiếc chèn ngơ, uổng hết sức uổng. Hầu đó không có chịu tu, cứ lo giàu lo nghèo, giờ này đó là xuống tới địa ngục chứ rồi. Khi mà ông Phán Qua ông mở cái sổ sanh tử ra đó, ông chỉ tội lúc bây giờ thì chúng ta có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Kính thưa đồng đạo, chi bằng ngay giờ này mình có một cái phước duyên được học Phật, thì chúng ta phải chủ động cái thời gian. Bây giờ tôi nói ví dụ như công việc nhiều gì nhiều, nhưng một tháng là mình nhín vài ngày học Phật được không? Theo tôi nghĩ là không khó quý vị, không khó đâu. Rồi bây giờ hơn thế nữa, bây giờ một tuần 7 ngày chúng ta nhín cái ngày nghỉ ngày Chủ Nhật này nè, nó quá dễ rồi. Có gì đâu khó đâu. Chỉ cần chúng ta động não một chút, mình tư duy một chút, mình sắp xếp một chút, thì mình sẽ có được cái ngày rảnh để chúng ta lo về cái phần tinh thần. Và đồng thời đây là cái nguồn tri thức nè, cái này là chúng ta mua không được nè, mà phải ngồi để học mới được. Ngày xưa bản thân của tôi đã học cái lớp học này rồi, và cũng những người đi lên từ lớp học này, cho nên tôi hiểu lắm. Thấy vậy đồng đạo à, chứ thật ra dầu rằng có ồn có nói chuyện, nhưng mà học xong đi đồng đạo sẽ cảm nhận được cái hiểu của mình về vô lý Đức Thầy nói riêng và về học Phật nói chung. Và từ khi mà chúng ta có học hiểu được điều đó rồi, thì lúc bây giờ con người của mình sẽ khó có một sự chuyển hóa. Lúc bây giờ thì khác rồi đó, cách ăn cách nói cũng khác như hồi xưa, hành động cũng khác như hồi xưa, suy nghĩ cũng khác như hồi xưa. Thì những cái sự tiêu cực, những cái sự phiền não, những cái sự rút mắt, những cái sự ích kỷ nơi lòng của mình thì từ từ nó sẽ xóa mờ. Tôi tạm dùng từ xóa mờ thôi, bởi vì dứt hẳn chưa được đâu. Xóa mờ, thì nếu như chúng ta xóa mờ nhiều chừng nào thì cái an lạc, cái hạnh phúc nó càng phát triển chừng đó. Thì lúc bây giờ mình mới hưởng được cái hai trái của sự sống. Sống như vậy mới thật sự ý nghĩa đồng đạo à. Chứ không phải là giờ này chúng ta sống ngày hai bữa cơm đâu. Mà Thầy đã dạy là đời cũng lắm bao người giá áo, nương bả danh, nương bả vinh nhiều hạng túi cơm. Tức là cái người mà sống vô vị, cái người mà sống không học Phật, cái người mà sống không biết tổ phước đó, thì Thầy ví cái người này giống như cái giá mang áo đó. Cái thân của mình mà Thầy ví cũng như cái giá mang áo, mặc cái bộ đồ thôi. Bởi mình là người vô vị, không có lương tâm đạo đức. Rồi mình sống chỉ biết ăn ăn ngủ thôi, thì giống như cái túi đựng cơm thôi. Cơ thể giống túi đựng cơm, có gì đâu, tới giờ đổ cho nó ăn thôi, đâu có làm cái gì đâu. Cho nên có đạt được những cái sự hanh thông trong cái lộ trình hạnh phúc thì chúng ta phải học. Mà Đức Thầy đã dạy là khá chí tâm học hành kinh sám. Có khá chí tâm học hành kinh sám thì chúng ta mới thoát nơi miền hắc ám phong ba được. Kính thưa đồng đạo, cái giờ này nhất là khi chúng ta có tín ngưỡng về đạo Phật nói chung, đạo Phật giáo hảo nói riêng, mà mình không học thì biết đâu mà tu, biết đâu mà hành. Mà nếu không học, không biết con đường đi, chúng ta đi lạc. Mà đi lạc thì sao? Lầm tà đạo nhân hư bất dụng, không đạt được kết quả nữa. Cho nên nói chung lại, mình là ông thầy, mình là người thợ,
để tạo dựng một cái mái ấm tương lai cho bản thân mình. Hôm nay chúng ta học là chúng ta hưởng, người khác không hưởng. Tất cả chúng ta là nhân duyên. Chúng tôi cũng thường nói chúng ta có quyến thuộc Bồ Đề ở nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy cho nên hôm nay có nhân duyên mới được ngồi ở đây. Thì tôi cũng mong rằng với cái túc duyên đó, quý đồng đạo chúng ta phải trân trọng, để chúng ta còn lưu giữ hoài mãi mãi. Mà hiện tại nhất là chúng ta cố gắng lưu giữ suốt khóa học này. Quý vị biết rằng khóa học này mà khi thành hình thì chúng ta thấy là phải nói rõ là cũng không ít cái công sức, nhất là ban tổ chức. Rồi chúng tôi với ban tổ chức phải hiệp thương với chính quyền địa phương để xin giấy tờ, rồi phải nhờ mạnh thường quân để hỗ trợ về vật chất, rồi về cơ sở nữa. Chúng ta được có một cái máy đạo tràng thế này, vì thế hết sức là phải nói rõ là phước đức rồi. Thì thôi chắc là bao nhiêu lời, thì hai cái lời nói đầu trong mỗi buổi sáng để chia sẻ thông báo về chương trình học tập sắp tới. Có gì cần thì chúng tôi sẽ thông báo thêm. Dạ, kính thưa quý đồng đạo học viên thân kính, đối với một tôn giáo muốn được thành hình thành và được phát triển thì bốn yếu tố không thể thiếu. Yếu tố thứ nhất là về giáo chủ, thì đáng lẽ ra hôm nay chúng ta học về thân thế sự nghiệp cuộc đời của Đức Thầy. Yếu tố thứ hai là giáo lễ, tức là thờ phượng lễ bái. Yếu tố thứ ba là giáo lý, tức là giáo điều đó, tức là các cái phương châm hành đạo. Và yếu tố sau cùng đó không kém phần quan trọng thì đó là giới luật. Thì trong 26 chuyên đề, 27 chuyên đề chính thức và hai cái chuyên đề gọi là ngoại phá đó, thì chúng ta sẽ học hết qua bốn yếu tố này. Cho nên hôm nay đối với người tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo, giáo lễ là một cái nền tảng quan trọng, bởi vì có thực hiện theo giáo lễ thì mới thể hiện là một cái người chân tu tâm đạo, và đặc biệt thì thể hiện một cái sự tín ngưỡng để chúng ta quy y. Có thể nói một cách dễ hiểu thì giáo lễ của đạo, tức là sự thờ phượng lễ bái, thì có thể giống như là mình quy phục đi theo một cái con đường. Hồi xưa giờ thì mình không có trở về với con đường thánh thiện, giống như mình nói mình đi vòng vòng bên ngoài đó, thì giờ này mình đã đi vào con đường thánh thiện rồi, thì yếu tố cần thiết nhất là chúng ta cũng phải có được cái giáo lễ, tức là cái sự thờ phượng lễ bái mà Đức Thầy đã dạy, là muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật thánh, hay hoặc là sớm chiều bình đẳng trở lơi, thường hành như vậy như là đường sai. Và muốn thực hiện được các điều lễ bái đó thì yếu tố cần phải hiểu là hôm nay tại sao chúng ta phải thờ phượng lễ bái. Và khi hiểu được cái tại sao rồi thì liên tục đó thì mình cũng phải cần phải hiểu rằng hôm nay chúng ta thờ phượng những ai. Và khi hiểu được các yếu tố này rồi, nếu như mình mà có thờ dư thì chúng ta rút gọn lại, còn nếu như thiếu thì chúng ta thêm. Đức Thầy cũng cho phép chúng ta gia giảm, nhưng mà gia giảm có chuẩn mực, thì một lát chúng ta sẽ trình bày rõ. Và cái thứ ba nữa là gì? Cái cách thờ phượng lễ bái của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo như thế nào về lý thuyết và về thực hành. Cái thứ tư là gì? Ý nghĩa của ba ngôi thờ, tài liệu đã có. Và có thể nếu có thời gian thì chúng tôi cũng xin trình bày luôn cả ý nghĩa của cái bài nguyện. Thì nhiều khi chúng ta nguyện suông mà không hiểu ý nghĩa thì không đạt kết quả. Nó không có một đức tin, nó không có một cái sự phải nói rõ là gần như là tinh tấn. Dầu rằng Đức Thầy xác định là quyết dạy trần nên nó là thường, nhưng mà lời thường của ông Phật chứ không phải là lời thường của bậc phàm. Cho nên lời thường ông Phật mà còn vậy đó, cho nên thì chúng ta cũng phải nghiên cứu, cũng phải là chuyên chú nghĩ suy từng nét dấu, cũng phải là cố công gìn giữ tánh thuần lương thì mình mới có thâm nhập được chân lý. Mà không thâm nhập được chân lý thì chúng ta tu không đắc đạo đó, thì nó triệt buộc với nhau. Như tôi nói hồi nãy, nếu muốn có sức khỏe thì phải tâm an lạc, mà muốn tâm an lạc phải học Phật, mà muốn học Phật thì phải ngồi đây học, rồi phải về nhà học, phải hàng ngày học tâm an lạc được rồi sức khỏe mới từ đó nảy sinh ra. Đấy, thì đây là giống như chúng ta mình nói nôm na là mình đang nạp điện vậy đó. Nạp điện cho cơ thể của mình, quý vị, tạo nguồn năng lượng, mà đây là nguồn năng lượng tích cực, nguồn năng lượng Phật pháp. Thôi bây giờ chúng tôi cũng đi vào cái phần trình bày. Thì cái thứ nhất thì theo có thể là những cái chúng tôi trình bày nó không giống tài liệu,
Tại sao ta thờ cúng? Tài liệu là những cái điều căn bản rồi. Trong cái vấn đề học tập thì chúng tôi sẽ nói những cái gì đó nó liên quan câu hỏi nhiều hơn. Nếu nói thờ phượng lễ bái thì đây là một cái bản sắc, tức là theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Yếu tố đầu tiên là theo cái truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta ha. Tức là bản sắc văn hóa đó gì? Ngàn đời của dân tộc. Thì chúng tôi chỉ ghi gọn những cái ý thôi. Thì dân tộc Việt Nam chúng ta đặc biệt là dân tộc Tính, dân tộc gọi là thần quyền đó. Cho nên Đức Thầy khi sử dụng cái khái niệm từ ở trong cái phần về chánh tinh tấn đó, thì Thầy dạy là phái vô thường luận thường cho rằng đó. Thì xin thưa rằng phái vô thường luận này nó không nằm ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Tức là thật sự là Việt Nam chúng ta là một dân tộc gọi là hữu thần, có tin vào trời Phật, gọi là có tin vào sự tín ngưỡng tâm linh. Cho nên nguồn gốc dân tộc Việt Nam chúng ta thì có sự thờ cúng và tổ tiên ông bà cha mẹ. Thì đây là cái điều mà chúng ta ai cũng biết rồi. Cho nên mình mới có một cái bào thai. Mẹ chung chúng ta là Lạc, là mẹ Âu Cơ, và cha là Lạc Long Quân. Và đặc biệt thì mình có một cái ngày giỗ tổ là ngày mùng 10 tháng 3. Dầu ai đi ngược về xuôi đến ngày giỗ tổ, tức là cũng phải nhớ đến ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 mà trở về. Thì dầu rằng là nguyên thủ quốc gia, dầu rằng thủ tướng chính phủ, nhưng mà cũng đều có một cái sự phải nói rõ là gần như là tôn sùng về tâm linh đó. Cho nên những cái gì mà cấp cao của nhà nước mà quý vị không thấy mà các vị ấy mà có qua đời đó, thì chúng ta thấy cái chương trình tang lễ hết sức là hoành tráng uy nghi. Thì cái đó là gì? Là thể hiện cái sự thần Phật, một cái sự có một sự tín ngưỡng nó đi theo suốt cả một cái đoạn đường dài của dân tộc Việt Nam chúng ta, dân tộc Tính đó. Cho nên thì cái sự thờ phượng nó đã có từ ngàn xưa. Tuy nhiên thì cái sự thờ phượng này nó không đồng nhất, bởi nó rơi vào cái chỗ gọi là đa tín ngưỡng đó, mà dân tộc Việt Nam chúng ta thường dùng cái từ là gọi là tín ngưỡng nhân gian đó. Tức là mỗi người đều có một cái sự thờ phượng không thống nhất với nhau. Tín ngưỡng nhân gian là gì? Nó thuộc về vùng miền, nó thuộc về tập quán, nó thuộc về cái những cái sự nối tiếp từ đời ông cha truyền lần đến đời con cháu sau này, cho nên nó có sự khác. Tuy nhiên dầu khác nhau cả nào, nhưng mà chúng ta cũng đều có một cái sự tôn trọng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, còn gọi tắt là của quyền thất tổ. Thì chính vì vậy mình mới có cái ngày giỗ tổ Hùng Vương, cái ngày ông bà chung, giỗ tổ chung của ông bà trong nước Việt Nam chúng ta, trong 54 tộc anh em, trong trên dưới gần 100 triệu người dân trong hiện tại. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là con người có tổ có tâm nè. Con người có tổ có tâm. Học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ, hiếu trung chuyển tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Mà Thầy dạy rất rõ trong bài dạng dò bổn đạo. Thì đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là gì? Hôm nay chúng ta thờ cúng là gì? Nhằm để tri ân, tri ân, sùng bái. Chúng ta thờ cúng là nhằm để tri ân những cái vị anh hùng cứu quốc, rồi những cái vị như là ông bà cha mẹ của mình đã tạo tác ra cái thân xác của mình đó. Cho nên thì ca dao Việt Nam, ông cha ta cũng có những cái câu phải nói rõ là ngọc ngữ đó: uống nước nhớ nguồn, ăn quả như cả trồng cây. Thì đây là chúng ta phải nói rõ là tri ân đây, tức là uống nước nhớ nguồn, ăn trái như cả trồng cây ha. Thì đối với những cái ý này thì chúng ta đã hiểu rồi. Những cái vị nào có công với đất nước, với dòng tộc, với gia đình thì đều được cái người sau tôn thờ. Thì đó là một cái nguyên lý. Ở đây là tôi nói không phải nói về tín ngưỡng tôn giáo, mà cái tôi nói đây là tín ngưỡng dân tộc, tín ngưỡng đời thường trong cái cuộc sống của con người chúng ta. Cho nên chúng ta dễ hiểu quá vậy. Nếu như con người mà sống ở trong xã hội loài người này, tôi nói chung không nói ở một đất nước nào, mà nếu như con người nào mà không có một cái sự thần Phật, không có một cái sự tri ân những người đạo quốc đó, thì con người này không phát triển từ vật chất đến về cả cái phần tinh thần. Như vậy thì muốn được phát triển từ vật chất lẫn tinh thần, ít nhất con người này cũng phải gọi là tri ân, tức là giống như mình biết được
mình thọ ơn để mình đền đáp. Thì đó phải nói rõ, nó cũng giống như một cái quy luật vậy đó, quy luật ngầm ở trong xã hội. Nhiều khi người ta không có tiện nó ra, nhưng mà người ta sẽ âm thầm để tri ân những cái người mà người ta họ nhận đó. Cho nên thì đấy là nó rơi vào ở một lĩnh vực là thờ phượng. Rồi ngoài cái việc tri ân sùng bái ra, tri ân sùng bái ra thì bên cạnh đó, nếu nói theo tín ngưỡng Đạo Phật giáo Hòa Hảo thì thờ phượng là gì? Để chúng ta học đòi bắt chước gương xưa ha. Học đòi bắt chước, tức là học đòi những cái tấm gương sáng lạng, bắt chước những hiền nhân, vân vân. Thì cho nên hôm nay cái sự thờ phượng, ngoài cái vấn đề chúng ta tri ân sùng bái ra, thì mình còn giống như học đòi. Giống như hôm nay chúng ta thờ Phật là gì? Là chúng ta học theo gương của Đức Phật mà Đức Thầy đã dạy rồi. Chứ quy là về, mà về đó về có Phật, y có nghĩa là văn lời theo khuôn mẫu. Vậy quy đạo Phật là nương nhờ có Phật, làm ý tới là Phật dạy, Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách đấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách đấy. Thì đấy là những cái mà chúng ta học đòi để noi theo gương hạnh của các ngài, gọi là bắt chước đó, là học đòi noi theo gương hạnh ha. Và đồng thời bên cạnh đó, khi mà chúng ta có thờ phượng thì mình sẽ tăng cái lòng chánh tín, tức là phát triển về đạo tâm mà Đức Phật đã dạy là lễ Phật giả, kính Phật chi đức. Thì những cái chúng tôi trình bày cái nào mà có tài liệu gì khỏi ghi ha. Lễ Phật giả, Phật chi đức, còn cái nào các ý thì nhất là câu giảng chứng minh thì chúng ta tóc ký. Và cuối cùng nữa là gì? Thế là Đức Thầy hôm nay chúng ta thờ phượng về để nhắc nhở, nhắc nhở chúng ta làm tròn bổn phận ha, nhắc nhở làm tròn bổn phận. Bởi vì con người chúng ta phải nói rõ là tâm viên ý mã đồng đạo. Nhiều khi chúng ta là cái người biết đạo, cái người tu hành, mà nhiều khi mình cũng bỏ quên. Do đó cho nên có cái sự thờ phượng cúng kiến, tôi nói nôm na đi, ở trong nhà mình mà thờ phượng không có trang nghiêm đó, nhiều khi chúng ta cũng làm biến cúng đó. Đây là tôi nói từ tưởng chung mà nhiều đồng đạo thường nói với tôi. Còn khi mà nhà chúng ta mà thờ phượng trang nghiêm rồi đâu đó đàng hoàng, rồi cái đầu mình nhìn cái bàn thờ mắt cúng mà nó tinh tấn hơn, trở về nội tâm. Cho nên dễ thôi, đồng đạo là nhà đồng đạo mình á, mình thấy ông nào mà cái đạo tâm cao thấp nhìn biết à, ông nào mà trang trí cái ngôi thờ phượng mà nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ thì ông này ngon lành, nó đạo tâm phát triển á. Mà khi mà đến nhà mà gặp lư hương á, thì gần như là nó bay màu rồi, là bụi bám nhện văng, thì là ông này tiêu rồi, ông này không có cúng rồi, hoặc giả là giờ này là ông đã chuyển hướng rồi, phải không? Dù đang là cái tướng, nhưng mà cái tướng này nó hỗ trợ cái tâm. Cho nên Đức Thầy mới dạy là sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhất phận sự mà làm. Cho nên hôm nay tôi là Phật giáo Hòa Hảo thì đừng ai nói rằng là tôi không cần cái tướng, không phải. Nếu không cần cái tướng thầy dạy thờ cúng chi? Bởi vì có nhiều người lại ngụy biện nói rằng ơi tôi tu cần gì cúng lại, tu cần gì ăn chay, tu cần gì để giữ tiết giảng. Thì xin thưa rằng không được quý vị. Hôm nay chúng ta tu là mình phải theo một cái quy trình chứ, phải có cái tướng, và từ cái tướng đó nó trở về nội tâm để chúng ta loại bỏ cái tướng luôn thì mới đạt được kết quả. Thì đó là chúng tôi cũng đưa ra các ý để chúng ta hiểu về cái lý do tại sao mà thờ cúng. Rồi giờ này mình đến cái phần thứ hai, tức là chúng ta thờ cúng những ai. Thì kính thưa quý vị, căn cứ là Đức Thầy dạy chúng ta là chỉ thờ lại Đức Phật nè. Cái chủ thể thứ nhất là Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhưng mà thầy lại chua thêm cái nghĩa là lúc còn sống á. Đằng lát nữa thì tôi sẽ nói thêm ý này, lúc còn sống. Đức Thầy chúng ta dạy kỹ lắm quý vị. Và thứ ba là gì? Các vị anh hùng cứu quốc, các vị anh hùng cứu quốc. Thì có thể đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta tụ chung lại ba chủ thể này. Nếu ngoài ba chủ thể này ra thì Đức Thầy khẳng định là không thờ các vị tà thần khác, mình không rõ căn tích. Như vậy thì Đức Phật là chúng ta hiểu ngay rồi, đây là cái điều đương nhiên là Phật Pháp Tăng rồi. Hầu lúc mình chưa quy y, mình chưa học Phật, mình nó rơi vào một trạng thái như tôi nói hồi nãy, tức là chúng ta gọi là tín ngưỡng nhân gian đó. Thì khi mà tín ngưỡng nhân gian thì mọi người có một cách thờ không đồng với nhau.
cũng có một số thì thờ theo chánh tín, và cũng có một số thì theo mê tín, rồi cũng có một số là theo tập tục, rồi theo cái sự truyền dạy của ông cha. Nó thấy cha mình ở nhà có thờ gì đó thì gia đình ra riêng cho con, cái buộc con phải thờ giống như nhà mình vậy đó. Rồi nhiều khi rồi cái mình nói hồi đó ông nội mày thờ vậy đó, tao thờ giống theo vậy đó. Nhưng mà hỏi nguyên nhân thờ này là được cái gì, có cái gì thì không nói được, chỉ nói mày biết cái gì hồi đó ông nội mày thờ cha thờ theo vậy đó. Thì trong cái vấn đề làm nhiệm vụ thì tôi cũng gặp vấn đề này hoài. Cho nên hôm nay tôi là Đức Thầy để chúng ta chỉ thờ thứ nhất là gì, Đức Phật, còn gọi là ngôi Tam Bảo, ở trong đó là Phật Pháp Tăng. Cái thứ hai là gì, tổ tiên ông bà cha mẹ. Thì tổ tiên ông bà cha mẹ thầy dùng cái khái niệm lúc còn sống, có nghĩa là cái người này đó phải thật sự là ông bà của mình, cha mẹ của mình. Lúc còn sống mình kêu bằng cha mẹ, mình kêu ông bà, thì người này chết mình mới được thờ. Cái thầy dạy kỹ vậy đó đồng đạo à. Tại sao thầy dạy kỹ như vậy? Bởi vì cũng có trường hợp dị đoan mê tín, rồi cũng có người tự xưng là mình tôi nè là ông nội của chú là đào thai trở lại nè, là cha chú đào thai trở lại nè. Đồng đạo nhớ trước đây có trường hợp này đúng không? Nhất là trường hợp của thầy Rồi Ma Đạo. Thì nếu như giả sử như tôi mình gặp một người nào đó, người ta nói rằng người ta là ông nội mình đầu thai trở lại, thì mình đừng có tin. Bởi vì cái lúc còn sống người này không phải là ông bà cha mẹ mình mà. Cho nên cái câu chữ này đó thì thầy viết ở đây đó, thầy dạy chúng ta đây là thể hiện một cái tính cụ thể thực tế. Đức Thầy chúng ta tuyệt vời lắm, để rằng mình đừng có bị mê tín. Rồi nhiều khi lỡ như người nào là xưng là cha mình mẹ mình, có một cái tình cảm tốt đẹp với mình, và người đó khi chết bắt mình thờ nó hay sao, thì không được, không được làm đâu đó. Trừ khi cái người đó có ơn với mình, giàu rằng không phải là cha mẹ ruột, có ơn với mình, thì cái trường hợp mình thờ đó là theo cái tính tinh thần gọi là trí ấn, chứ cũng chưa có phải là thật thụ là ông bà tổ tiên cha mẹ ấy. Thì chúng tôi muốn nói thêm các ý đó để chúng ta có một khái niệm chung, chứ không phải người nào xưng là cha mẹ mình cái mình cũng thờ đó, không phải vậy. Tôi ví dụ như cha mẹ nuôi đi, mà giờ này thường thường là nhận cha mẹ nuôi đó, thì nếu như cái người cha mẹ nuôi này đó mà không có con cái, là cái người hiền lành, thì có thể là vì cái tinh thần từ bi bác ái gì đó, tri ân đó, thì có thể là chúng ta cũng tạm thờ trong ba bàn thờ của quyền. Còn nếu như cha mẹ nuôi của mình mà có con cái đàng hoàng thì thôi, chuyện đó là để con cái họ thờ, bởi cái người này lúc mà sanh tiền không phải là cha mẹ ruột của mình. Thì đây là có cách để chúng ta lý giải. Thế là Đức Thầy, mà hồi đó thì tôi cũng chưa nói ý này, nhưng hôm nay muốn bàn này cho nó xong một chút. Và cái thứ ba đó là gì, các vị anh hùng cứu quốc. Thì các đây là những cái vị gọi là tử vì nước, còn ghi linh miếu, thác vì đời, thanh sử danh bia mà thầy dạy đó. Thì đây là chúng ta trong tinh thần tri ân như mình nói hồi nãy rồi. Như vậy thì ba chủ thể này, thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thờ Đức Phật và thờ tổ tiên bà cha mẹ ở tại nhà với ba cái ngôi, một là bàn Phật còn gọi là Tam Bảo, hai là bàn thờ ông bà còn gọi là của quyền thất tổ, và ba là bàn thông thiên. Còn đặc biệt về các vị hùng dân tộc thì cái vị trí của các ngài đã đặt để sẵn ở đình thần miếu môn. Bởi vì các ngài là phải nói rõ là khi mà trở thành một vị hùng dân tộc thì các ngài cũng có một cái sứ mạng, có một cái nhiệm vụ. Cho nên thì gần như ông cha chúng ta và Đức Thầy cũng có một cái sự gần như là tương đồng với nhau. Cho nên thì quý vị thấy rằng ở các xã, nhất là ở cái vùng của chúng ta, thì hầu như là xã nào, gần như là xã nào cũng có cái đình thần hết. Thì đình thần này là gì? Là thờ các vị này nè, anh hùng cứu quốc nè, chứ không phải là đình thần thờ tà thần nha, chúng ta đừng có nhầm. Mấy có nhiều đồng đạo nói với tôi rằng đình thần miếu môn có những cái thờ không đúng, thì cái chuyện không đúng là cái chuyện của mấy ông. Chứ thực chất ra nếu nói đình thần là thờ vị hùng cứu quốc, hoặc giả là các cái đền thờ, những cái người có công lớn đó, người ta lập cái đền thờ riêng, cũng như là đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, mà mình thấy ở các nơi đều thờ đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, bởi vì ông này có cái công lớn đối với cái vùng gọi là Thủy Chân Lạp nè, cái vùng đất chúng ta ở nè. Thì ông là cái người có công lớn, ông dắt quân ở đây để đánh đuổi, để cuối cùng rồi được cái phần đất mà chúng ta ở đây. Hoặc giả là đền thờ của quan thượng của mình, mà giờ này thì hôm nay cũng gần đến cái ngày giỗ của ngày 28 tới nè, thì đó lại được thờ ở các đình thần. Cho nên thì vấn đề này thì chúng ta cũng phải nói rõ là mình không nên bắt chước người ta. Cũng có một số nhà đồng đạo bây giờ này thì đem các cái vị gần như là các cái vị anh hùng cứu quốc này về nhà thờ đó,
thì nếu nói sai thì mình chúng ta không dám nói sai, nhưng có thể nói là dư. Bởi vì cái quy định của đạo mình đó, thầy dạy chứ thờ ba ngôi thôi. Mà giờ này nếu chúng ta thờ thêm một cái ngôi của Quan Thượng là không đúng rồi đó. Dầu rằng Quan Thượng là người mình rất là tôn trọng, phải không? Mình chỉ tôn trọng, mình chỉ quy y, mình làm theo Ngài thôi. Hết hạn chúng ta để ảnh của Ngài để chiêm ngưỡng. Mà nếu đồng đạo lập một cái bàn thờ để là thờ Quan Thượng Đẳng Đại Thần là chúng ta sai, không đúng, vị trí không đúng. Mà tôi thấy thường thường là những cái đình có ha, có thể chúng ta để ảnh của Ngài để chúng ta chiêm ngưỡng thì được, còn thờ là chỉ ba ngôi thôi. Và đồng thời ngoài các cái đó ra thì thứ nhất là gì? Bà Mẹ Sanh, Bà Mẹ Độ, ông Độ Mạng, ông Thổ Địa Thần Tài, ông Chuồng Bà Chuồng, ông Táo, vân vân. Thì các yếu tố đó nó đều rơi vào tín ngưỡng nhân gian, có nghĩa là đó là điều đương nhiên của xã hội, mình không bài bác. Nếu nói về góc độ tín ngưỡng về nhân gian, về góc độ bình thường xã hội thì chúng ta không bài bác chuyện đó. Đây là quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng mà khi trở lại với đạo Phật giáo Hòa Hảo thì vấn đề này lại là khác. Mình phân tích rõ ràng. Thí dụ bây giờ mình đến nhà người ta, cái yếu tố đầu tiên mình xác định coi cái người này có phải là tín đồ mình không. Nếu người này thực sự là người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo mà thờ cúng nó có những cái nó hơi, nó ngoài cái ý mà thầy dạy, thì chúng ta có quyền đóng góp. Còn nếu như người này nửa đời nửa đạo, thời gian gần đây tôi ưa dùng cái từ nửa đời nửa đạo, bởi thật là từ này dùng mới chính xác. Có những cái chúng ta thấy cũng là đạo nữa, có nghĩa là cũng thờ ba ngôi vậy đó, mà thêm ngôi số 4, ngôi số 5 nữa thì rõ ràng nửa đời nửa đạo còn vậy đó. Nhiều khi ăn chay cúng lại sớm chiều đó, trong nhà thờ ba ngôi ngon lành mà ra phía trước nhà thờ thêm Địa Thần Tài. Tội chú ơi chú làm sao chú Địa, chú thờ Địa Thần Tài chị, chú nói tại vì con mình nó bán quán không thờ nó ế. Nó những cái tư tưởng mà chúng ta thấy nó không có lạc quan, nó rơi vào mê tín một cách hết sức là đượm mùi mê tín. Bởi vì mình sống cái nhân quả, nếu mà muốn buôn bán đắt thì chúng ta phải bán thứ nhất là hàng chất lượng, thứ hai là ít một chút thì đương nhiên chúng ta bán đắt rồi. Còn đằng này đâu phải mình thờ ông Địa Thần Tài mà chúng ta bán đắt đâu, không phải. Những ý tưởng này là xin thưa là gần như là chúng ta ngụy biện thôi. Cái gì cũng vậy đồng đạo à, mình hôm nay mà trở về một cái vi phạm đạo đức của tôn giáo thì phải có khuôn khổ, có dấu điều, có khuôn khổ. Chứ giờ này người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo tự phát chúng ta tự thờ phượng lung tung ý của mình thì tôi thấy là không đạt kết quả. Cho nên nếu như giờ này chưa tu á thì không nói làm chi, mà khi bắt đầu chúng ta bắt đầu trang trí các ngôi thờ thì quý vị cũng lưu ý dùm. Thứ nhất, ông Địa Thần Tài, ông Táo, ông Chuồng, Bà Chuồng là không thể có trong vấn đề thờ phượng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì nếu nói các vị này chúng ta cứ mạnh dạn mà chúng ta phải nói rõ là dẹp, dùng cái từ là dẹp. Rồi cao hơn nữa là gì? Bà Cửu Thiên Quyền Nữ, bà Tố Cô Mẹ Sanh thì các bà này chúng ta không có dẹp được, mà chúng ta phải lựa cái ngày nào ngày tốt một chút. Ví dụ như 29, 30, 14 rằm gì đó thì có thể là chúng ta cũng bông hoa đồ nhang khói đầy đủ đến, chúng ta đã làm một cái lễ trình với bà. Hôm nay tôi đã quy tụ đạo Phật giáo Hòa Hảo rồi, hồi đó tôi không có biết tôi thờ bà, tôi nghe lời theo, tôi nghe lời của mẹ tôi, của chị tôi gì đó, cho nên tôi thờ bà riêng một bên. Vậy tôi thấy tôi quá tội rồi. Bởi vì bà Tố Cô Mẹ Sanh Mẹ Độ thì bà này là thuộc về cửu quyền rồi, mà giờ này chúng ta tách rời ra một bên là nó không đúng rồi, đúng không? Cho nên mình mới thỉnh mấy bà trở lại với cửu quyền thất tổ, ở chung với ông bà cha mẹ để hàng ngày con nhang khói con cúng bái hàng ngày thì tốt đẹp, có gì đâu mà chúng ta sợ. Mình đâu có dẹp đâu, mình thỉnh mấy bà vào trong cửu quyền bà còn mừng đó. Bà nói ừ phải không, vậy mới đúng đó. Hồi đó giờ thờ tôi có một bên, thờ trên đầu tủ cho nó rồi bụi bám nhện văn, giữa cái nhà rộng lớn vậy không thờ tôi thờ bên đầu tủ. Nếu mà tôi mà nói được là tôi nói y vậy đó. Mà bà buồn mình không biết, còn đạo hồi đó giờ buồn mình lắm á. Đáng lẽ là mày ở giữa nhà trân trọng đàng hoàng, đằng này thờ một bên. Rồi tôi thấy nhiều nhà đồng đạo rồi bụi bám nhện văn ơi thôi, bởi vì nó cao quá đâu có lên lau chùi được. Bạn thờ ông bà dưới này thì lau sạch sẽ, kia cao quá sao lau. Đó là xong mùng 1. Rồi nếu như mà nhà chúng ta có thờ thêm ông Thổ Địa, ông Độ Mạng đó, thì đây là phải nói rõ là cái đây là một cái phong tục của Trung Hoa. Bởi vì Trung Quốc đô hộ chúng ta trên 1000 năm, ảnh hưởng về cái tín ngưỡng, chúng ta bị đồng hóa về tín ngưỡng nhiều lắm quý vị. Những cái tập tục bên Tàu á, ở đây gọi là những cái tập quán,
họ tính, họ thôn tính mình nhiều năm cho nên ảnh hưởng người dân đó. Thì trong đó có vấn đề phải nói rõ là quan thánh đế quân. Như vậy thì nếu như mà giờ này người nào mà còn thờ quan thánh đế quân đi một bên thì người đó không hiểu. Bởi vì quan thánh đế quân bây giờ là thành Phật Già Lam rồi. Mà tôi nhớ lại có nhiều gia đình mua nào là bộ tam sơn đồ cúng đó. Tôi nói thiệt, ông quan thánh đế quân mà ông linh thiêng, ông bẻ tay người này hết á. Bởi vì người ta là Phật rồi mà còn mua bộ tam sơn cúng là sao? Nó ngược, nó những cái chúng ta nó rất là ngược quá vậy. Do mình không học Phật. Vì vậy cho nên chính vì lý do đó mà nếu như giờ này nhà của mình mà mình nói rằng thôi bây giờ tôi nghe lời bạn tôi, chỉ xuống tôi gì đó, à, khi quá 30 tuổi đó là phải thờ đó là tức là ông độ mạng vậy đó mới mạnh khỏe, làm ăn mới được. Còn không thờ nó nghèo khổ dữ lắm. Thì chúng ta thấy rõ ràng đây là phi nhân quả rồi, không có một cái gì là tinh thần nhân quả cả. Vì vậy cho nên khi không hiểu thì chúng ta làm sao cũng được. Nhưng mà hôm nay khi hiểu biết rồi thì mình cũng phải gọn lại, mình cũng làm cái lễ trình giống nãy vậy đó, mình mới thỉnh ông lên cái ngôi Tam Bảo, mình lên bàn thờ. Vậy là sống nó có gì lạ đâu. Rồi bên cạnh đó giờ này còn lệ thuộc thêm một số hình ảnh mà thật ra thì tôi thấy cũng đau lòng lắm. Đi nhà đồng đạo gặp nhiều lắm, dùng từ là nhiều lắm nghe không vậy, mấy trong bàn chắc trong, tôi nghĩ là trong lớp này có mà có thông cảm cho tôi. Nhiều khi ở nhà chúng ta lại treo cái hình Phật mà theo tôi không phải Phật quý ơi, không phải Phật đâu, tại mình đặt tên thôi. Rồi nhất là tội nghiệp với cô, chắc trong này với cô có thông cảm cho con. Tràng ơi, cái gì đâu mà ngồi mấy tháng, 5-6 tháng vậy đó quý vị biết không, thiêu thùa từng cọng chỉ thành một bức tranh, đặt cái tên là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, trân trọng dữ lắm. Rồi bây giờ khi làm xong rồi đó, cái công sức nó gần nửa năm cũng tốn tiền, bây giờ làm sao đây, giờ phải để thờ thôi. Rồi cái gì, có người hỏi tôi đợi để thờ gì, trúng không chú Tâm, nói sao trúng được. Cái người này nó làm mà đặt tên mà nó phải Phật thiệt đâu. Hoặc giả là bây giờ mình đi núi nè, mình gặp cái tượng, cái ông trành miệng, ông cười, cái đầu trọc lóc, cái bụng to, nó Phật Di Lặc. Mà vấn đề tôi nói rất là nhiều lần, ông này không phải Phật Di Lặc. Cái mình đem về, cái mình để, gặp đẹp quá muốn mua, đây là xuất phát từ cái tâm tốt. Nhưng mà khi mua về nhà, thỉnh về nhà làm sao đây, phải treo đúng không? Cho nên thường thường quý vị, tôi là nhà đồng đạo thấy hoài mà giờ biết làm sao đây, thấy cũng cười thôi, nói gì vậy. Lâu lâu có dịp gì nè mình mới dám nói, cho là nhà ta nói được thôi bị tôi đánh đó hả quý vị, kính thưa đồng đạo. Cho nên quý vị nào có thông cảm cho tôi. Thật chất ra thì đức thầy chúng ta trí tuệ lắm, ngài chỉ nói gọn thế này thôi, trong nhà có cốt Phật để vậy cũng được. Tức là có cái cốt Phật là tức là trước khi quy y đó mà chúng ta có cái tượng Phật để gì cũng được. Hình tượng bằng giấy không nên chừa lại và phải đốt đi. Như vậy là thầy dạy thì những này là hình tượng. Hình tượng là gì? Hình tượng là hình này được chụp lại từ tượng. Hình này là do trí tưởng tượng. Bây giờ quý vị thấy cái hình đó vì nó Phật Quan Âm tụi nó không phải đó. Vì nó Phật Thích Ca tụi nó không phải đó. Ông Phật Thích Ca của Việt Nam nhìn hình nó khác ông Phật Thích Ca của Campuchia. Tôi không cần nói xa, hai nước này thôi. Đồng đạo đến chùa Miên mà thấy hình Phật khác của mình không? Khác. Rồi chúng ta mà đi qua bên Nhật Bản thì Đức Phật bên nó khác nữa. Ủa ông Phật sao mà nhiều hình ảnh như vậy? Thì rõ ràng hình do mình tưởng tượng đúng không? Có ai thấy ông Phật không? Dạ không. Vậy sao biết vẽ ông Phật? Tại vì tưởng tượng vậy đó. Thấy ông Phật đẹp, 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp, là tưởng tượng đặt tên ông này là ông Thích Ca nè, ông này ông Di Đà nè, ông này là ông Đại Thế Chí, ông này là Quan Thế Âm. Rồi cuối cùng là chúng ta sai bét hết trơn, có đúng đâu. Vì vậy Đức Thầy mình rất là trí tuệ, Đức Thầy mới dạy chúng ta rằng những hình ảnh này không nên chừa lại và phải đốt đi. Cho nên bây giờ giàu cực khổ cái nào ha, như nói nãy nhất là tranh thiêu đó. Thì bây giờ lỡ thiêu là cực quá cũng kể để vài bữa đi cho nó nguôi nguôi một chút rồi thôi, vậy đốt được thôi. Rồi lại nảy sinh ra vấn đề nữa, ta nói bây giờ tại cho hình Đức Phật ông kêu đốt, mà hình Đức Thầy ông không đốt giùm tôi đi. Hình Đức Thầy có bằng giấy đó, thì đây là một vấn đề chúng ta phải hiểu. Hình Đức Thầy mà nó phải là hình, không phải là hình tượng, mà hình Đức Thầy là hình thật. Đức Thầy chỉ dạy chúng ta là hình Phật là hình tượng bằng giấy, cho nên phải đốt đi. Còn hình Đức Thầy không phải là hình tượng, hình Đức Thầy là hình thật bằng giấy, hình được chụp từ con người thật, phải không? Nó khác mà bạn thấy khác không? Hình Đức Thầy là hình thật,
Giống như hình của ông bà mình là hình khi còn sống ông bà mình chụp hình. Khi ông bà mình quá giảng để hình làm kỷ niệm đó, hình thật bằng giấy nó khác hình tượng bằng giấy. Vì vậy Đức Thầy mình ngày có chủ trương như tấm ảnh này là thầy ở tại nhà ông ký võ, thầy đứng cho nhiếp ảnh chụp nè, phải không? Như vậy thì ngày xưa thầy đã có chủ ý là cho chụp hình để lưu lại kỷ niệm, cho nên hình Đức Thầy là hình người thật. Rồi Đức Thầy sợ chúng ta tạo nhiều quá, thầy mới viết thêm một đoạn ở cái sau lưng cái tấm ảnh mà thầy gửi cho tức là một đồng đạo của mình. Thầy đã xác định là 8 chữ rồi, cấm rồi rửa thêm ra, sao chép thêm ra. Đức Thầy cho ông tức là ông Đỗ Văn Nguyễn đó, cái tấm ảnh đó thì giờ này ở nhà lưu niệm còn lưu giữ lại. Rồi bây giờ lại nảy thêm nữa là đức hình đức Phật Thầy Tây An là sao đây? Vấn đề này cũng là vấn đề tranh cãi giờ này, không biết hồi nãy ông giáo lý viên có nói vấn đề này rõ không à? Hình đức của thầy Tây An mà giờ này tôi thấy làm hơi nhiều quá vậy. Như vậy thì theo cái hiểu của tôi đó, hình này không phải đức của thầy Tây An. Bởi vì thứ nhất là gì? Đức Phật Thầy ngài ra đời mở đạo vào năm 1849. Đến năm 1856 Đức Phật Thầy viên tịch rồi. Lúc giai đoạn bấy giờ Việt Nam chúng ta không có một cái máy chụp ảnh nào cả. Khi Pháp vào Việt Nam chúng ta vào năm 1858, chúng nổ tiếng súng đầu tiên tại Đà Nẵng, bắt đầu thôn tính Việt Nam, tức là sau khi Đức Phật Thầy viên tịch 2 năm. Thì như vậy thì lúc Đức Phật Thầy còn làm gì có máy chụp hình. Và hơn thế nữa thì Đức Phật Thầy viên tịch ngày lúc bấy giờ còn rất là trẻ, chứ đâu phải ông già đâu, già gì đâu. Bây giờ đồng đạo nhìn cái ông già này có nhiêu tuổi? Cả 80 phải chú. Trong cái Đức Phật Thầy chúng ta có 50-51 tuổi à. Là Đức Phật Thầy đã qua đời rồi, đã là lão viên tịch rồi, thì làm gì mà ông già này là Đức Phật Thầy được. Rồi bây giờ chúng ta đến phần thứ ba. Cách thờ cúng. Thì nói chung thì đồng đạo nào mà lỡ trong nhà có cái hình đó được đặt tên Đức Thầy Phật Thầy Tây An thì có thể, nếu mà có thương tiếc quá thì cứ để đó cũng được. Tại sao được? Thì chúng ta coi đó là một ông cụ lão đi, bởi vì mình để mình chiêm ngưỡng cũng tốt. Nhưng mà đặc biệt là không tạo thêm nữa. Không phải là bây giờ gặp nhà ông đâu kìa, ông nhà có ông Chí Tâm có thờ Đức Thầy Tây An, cái mình thỉnh cái hình đó mình về mình thờ nó. Sai. Bởi vì khẳng định vấn đề là ông không phải Đức Thầy Tây An. À, thì đây vấn đề chúng tôi muốn nói như vậy để chúng ta giống như là mình có cái gì đó để cảnh báo, để ngăn chặn. Chứ giờ nếu không nói rồi cứ đồng đạo mình, tôi thấy đa phần bây giờ ai cũng nói ông đó là Phật Thầy Tây An đó. À, thì phần đông đó, phải nói dùng cái từ là phần đông đó. Rồi bây giờ chúng ta trình bày đến cách cúng, cách thờ cúng. Thì kính thưa quý vị, trong cách thờ cúng này có thể chúng ta phân làm hai đi để dễ trình bày. Thứ nhất là cách thờ. Như vậy thì cách thờ tức là đây gọi là sự, như chúng tôi bàn hồi nãy, cái gì cũng phải có sự. Khi mà chúng ta chưa tu thì mọi thứ thì gần như nó khác. Còn hôm nay khi đi vào một cái góc độ tín ngưỡng về tôn giáo, về giáo hảo, thì chúng ta cũng phải thực hiện đúng là Đức Thầy. Dầu rằng trong tôn chỉ Thầy không dạy chi tiết, tuy nhiên trong các bài thuyết pháp và người trước truyền người sau thì gần như chúng ta có một khuôn khổ, gọi là cái quy củ á, theo một cái hệ thống nhất định, chứ không phải ai muốn làm sao làm. Như vậy thì cái thứ nhất là gì? Về bàn thờ ông bà, Đức Thầy ít cái dùng từ của quyền đồng đạo. Bàn ông bà thì nếu nói bàn thờ ông bà thì có thể chúng ta để lên cái bàn hay một cái tủ, thì có thể là chiều cao mình ước lượng, quý vị ước lượng làm sao mà có khoảng độ khoảng 1m05 m1 đó. Tức là mình lấy yếm tâm của mình mà làm cái chủ đạo đi. Bởi vì theo đạo đức kinh của Lão Tử đó, cái ngay yếm tâm chúng ta đi ra, nếu đi xuống là trượt, đi lên là thanh. Cho nên thì trong đạo đức kinh Lão Tử dạy rất là rõ. Cho nên thì mình có thờ đồng đạo nhớ cũng phải thờ ở cái phần thanh. Tức là chúng ta mình can cỡ cái yếm tâm đi ra nè, tức là vị trí phải cao hơn, đừng có thấp hơn. Rồi tôi thấy có nhiều nhà đồng đạo thờ thấp lắm, là đài nè, thì chúng ta thấy nó thiếu đi sự tôn nghiêm. Trong khi đó chúng ta đầu tư cao một chút đâu có tốn tiền gì đâu. Chỉ cần chúng ta chiêm vài cục gạch, chúng ta nói một khúc gỗ thôi là được, mà đâu tốn đâu, phải không? Mà nhưng nó thể hiện được sự
kính trọng. Và đặc biệt một điều quan trọng hơn nữa là gì? Bàn thờ ông bà phải được đặt ở giữa nhà, nó tránh trường hợp một bên, phải ngay cái căn giữa. Ngày xưa thì nhà chúng ta thì nhà 5 căn hoặc là nhà máy Mỹ thì đặt một chính giữa nó dễ rồi. Nhưng mà sau này lại xuất hiện nhiều cái nhà nóc thái, rồi nhiều cái biệt thự. Cho nên thì cái đề này, vấn đề này tôi thấy hầu như là đa, cũng có nhiều gia đình bàn thờ ông bà không được đặt ngay giữa nhà. Như vậy thì nếu như bàn thờ ông bà mà không đặt ngay giữa nhà thì bàn Phật cũng không đặt ngay giữa nhà, bàn thông thiên cũng không đặt ngay giữa nhà, đúng không? Vì nó liền với nhau. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đặt cái bàn thờ ông bà ngay giữa nhà thì bàn Phật nó ngay giữa nhà, bàn thông thiên ngay giữa nhà, ngay chính giữa. Chính giữa là gì? Tim, tâm. Mà chính giữa là gì? Là trung đạo, là chính giữa. Không phải là đơn giản, không phải chúng ta mà nói bằng sự và dẫn lý. Chính giữa là tim, là tâm. Mà hôm nay chúng ta tu phải trở về tâm, đúng không? Phải ngay giữa. Và Đức Thầy và Đức Phật đều chủ trương là người tín đồ của Đạo Phật và Phật giáo Hòa Hảo phải đúng đường trung đạo. Nó trừ trường hợp khi mà chúng ta cắt nhà mà chúng ta có một cái phòng thờ riêng, phòng khách riêng, thì cái việc vấn đề đó là khác. Thí dụ như cái nhà chúng ta một biệt thự rộng đi, mà mình có một cái gọi là một cái căn phòng thờ đó, thì phòng thờ đó thì bàn thờ đặt giữa phòng thờ đúng đầu. Còn nếu như những ngôi nhà chúng ta mà phòng thờ và phòng khách nó chung với nhau đó, thì đồng đạo lưu ý dùm cho tôi, khi mà chuẩn bị xây dựng thì nói với ông thầu hoặc nói với ông kiến trúc. Bởi thường thường chúng ta cắt nhà cấp 4 ở đây thì mình ít có kiến trúc lắm, có ông thầu không à. Thì ông tính làm sao nghe, ông trừ chức cửa buồn sao là phải, tôi đặt cái bàn thờ của quyền ngay giữa nhà tôi mới chịu đó. Chúng ta lên tiếng trước vậy đi, chứ để ông thầu ông làm lát cửa buồn lấn ra hết gần nửa nhà đặt gì nữa là đặt. Hay mình phải có ý trước vậy à. Và đặc biệt thì trên cái bàn thờ của quyền chúng ta chỉ để một lư hương thôi, một mà đủ, mà nhiều chừng nó thiếu. Ví dụ bây giờ mình nói mẹ mình mới mất qua đời, mình thương quá, sau khi mà chúng ta làm cái lễ mãn tang rồi đó, mình tiếc quá, mình để thêm lư hương nữa. Cái người khác hỏi, ủa chị ơi sao nhà chị thờ hai lư hương? Dạ tại lư hương của mẹ tôi thương bao quá. Cái người này, ủa vậy cha chị thờ đâu? Ông nội đâu? Ông cố đâu? Bên chồng đâu? Bên vợ đâu? Thì cuối cùng là thiếu. Thờ nhiều nó càng thiếu. Chi bằng chúng ta trở về với một, mà số một là tất cả đồng đạo. Vì vậy cho nên người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta chỉ thờ một lư hương. Và trong lư hương đó được hoạch định là cửu quyền thất tổ, tức là ông bà cha mẹ vô lượng kiếp. Và đặc biệt sau lưng cái lư hương đó, nếu như có trang trí thì chúng ta chỉ trang trí cái phong cửu quyền thất tổ thôi. Trước đây thì để cái phong chữ phước, hoặc là cái phong tranh một đồng, hoặc là cái phong chữ ba phước, là đó là trước đây ông cha chúng ta không hiểu. Còn ngay giờ này trong đạo mình thì lại có một cái chung rồi. Như tôi nói không phải bằng văn bản, nhưng cái này là cái ngầm hiểu với nhau. Cho nên cái phong này phải là của người thất tổ, chứ không phải hôm nay ra chợ gặp người ta bán cái phong hình nguyên một dĩa trái cây to tướng đẹp quá, cái mua về cái để sau lưng cái bàn thờ là không hay. Lễ gì nó không có trang nghiêm. Đấy, thì đấy là chúng tôi nói gọn vậy. Như vậy thì cao hơn bàn thờ ông bà thì đến bàn Phật. Nói chung là bàn Phật thì cao bàn thờ ông bà, tức là đặt ngay giữa nhà. Nhưng mà độ cao này theo tôi nghĩ rằng chúng ta cũng uyển chuyển. Bởi vì trước đây bàn thờ ông bà thờ Phật đặt cao lắm, mà mỗi khi mà lên đó là phải bắt một cái ghế hoặc một cái thang dài từ 2-3 mét lên cắm được. Cho nên thời gian sau này giống như cũng có sự cải cách trong sự thờ cúng. Vì vậy cho nên chính vì cao quá mà chúng ta không có được sạch sẽ về vệ sinh. Hoặc giả là khi mà mình lớn tuổi rồi, đồng đạo thấy leo thang nó rất là khổ, thì nó cũng có một tiểu số trường hợp bị té thang và mang những cái bệnh hậu và cuối cùng cũng phải qua đời. Thì trong đó cũng có người thân của tôi cũng do cúng đó mà té thang và mang cái bệnh hậu, cuối cùng rồi phải ra đi. Vì vậy cho nên giờ này thì chúng ta không có bắt buộc trị vụ ở chỗ này. Bây giờ chỉ cần bàn thờ Phật cao hơn mà thờ ông bà được rồi. Còn độ cao bao nhiêu là tùy theo điều kiện, tùy theo điều kiện sức khỏe, rồi tùy theo nhà mình nữa. Cao hơn được rồi, 2 tấc, 3 tấc, 5 tấc, 1 thước, 2 thước gì cũng được chân á ha. Mà quan trọng làm sao nó tiện được không. Ấy thì đó là mình hiểu về cái khái niệm thờ ông bà. Rồi đặc biệt trên bàn thờ ông bà thì chúng ta chỉ có một tấm trần già. Có nhiều người hỏi tôi rằng thầy dạy là ngôi Tam Bảo cái thờ trần đó,
Tạo làm chi những cốt với hình mà tại sao giờ này ông nói trần già? Thì xin thưa không sai. Bởi vì ngôi Tam Bảo thờ trần đỏ thì Đức Thầy viết đây trong sách giảng Nguyễn Ba vào năm 1939. Có nghĩa rằng sau buổi chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão thì trong đạo chúng ta đó cái bàn Phật được thờ tấm trần đỏ gọi là đều đó. Nhưng mà trải dài một thời gian 5 năm đến năm Ất Dậu 1945 thì khi Đức Thầy ở Sài Gòn, Đức Thầy mới viết cái quyển gọi là quyển Cách Tu Hiền và Sự Ăn Ở của một người bổn đạo. Thì lúc bây giờ Đức Thầy mới sửa lại, canh tân lại, cải sửa lại. Từ tấm trần đều thì Thầy mới chuyển lại trần già. Bởi màu già là tượng trưng cái sự thoát tục và tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Cho nên từ đó trong đạo chúng ta thờ trần già mãi đến ngày giờ này. Và đặc biệt tấm trần già này không có một cái hình nào khác, chứ không phải bây giờ chúng ta tấm trần già cái để hình bông sen mà trước đây có. Rồi hoặc giả là để chữ Nam Mô Đà Phật trong tấm trần già thì không nên. Nếu có để chăng chúng ta để một khung điên để chúng ta tưởng nhớ. Còn trong tấm trần già là tuyệt nhiên là không có một cái gì khác ngoài cái màu da, ha, màn màu da, ha, thì đó là mình hiểu cái điều này. Và đồng thời hai bên bàn thờ Phật thì theo cái quy củ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta có để chân dung thầy. Nhưng mà khi có để chân dung thầy thì đồng đạo nên nhớ rằng để ít một chút, có thể là hai hoặc một được rồi. Chứ không phải bây giờ này chúng ta đã chân dung có thầy nhiều quá là dễ làm, không muốn là mình để 5-10 tấm gì đó, 5-10 ảnh gì đó thì tôi nghĩ rằng không nên. Tức là chúng ta để nhiều quá rồi mình khó kiểm soát, mình khó làm vệ sinh, hoặc giả là hầu như cái gì nhiều quá nó không quý đâu quý vị. Hay mình nói về cái tâm lý đó. Cho nên chỉ cần để một tấm hay tấm được rồi, để chúng ta chiêm ngưỡng theo là Đức Thầy. Tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng sanh trình đó lai. Dầu rằng Đức Thầy có ảnh, dầu rằng không có một cái hình hài thực sự trở lại giống như là Đức Thầy chưa vắng mặt, nhưng mà chúng ta nhìn hình Đức Thầy, ảnh Đức Thầy, mình tưởng nhớ thì giống như Đức Thầy ở bên mình thôi. Cho nên nhà tín đồ người Phật giáo Hòa Hảo chúng ta không thể nào thiếu chân dung thầy. Nhưng mà có thì có góc độ tương đối, chứ không phải là chúng ta thấy giờ dễ lỡ ban thì sự thỉnh 5-10 tấm cũng được nữa. Nhưng mà về chúng ta để nhiều quá không có hay. Và đồng thời nếu hình nào cũ thì chúng ta nên đốt chứ. Có nhiều đồng đạo bảo thủ ghê lắm, chàng ơi chú Tâm ở hình này của ông nội tôi để lỡ nè, mà tôi nhìn không còn thấy giống Đức Thầy nữa quý vị. Nó lem bố hết trơn là thầy gì mà kỳ vậy. Tôi nói thôi bây giờ chú cho con thỉnh về con đốt đi. Tôi nói vậy không có dám cho, ông dám đốt. Rồi chúng ta đổi cái mới đi, có cái gì đâu. Bởi vì bậc tôn sư của mình bây giờ hình ảnh lem bố hết trơn là sao đó. Thì bây giờ mình cũng có một sự thay đổi. Rồi cái thứ ba là gì? Là bằng thông thiên. Vấn đề này tôi ít có ghi, tại trong tài liệu có, quý vị về xem lại. Bàn thông thiên tức là sừng sững như đó hoa sen ở giữa không trung. Thì bàn thông thiên của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thì có thể chúng ta hiểu đây là cây chùa một cột, tức là một cái cây dựng đứng lên, và ở trên thì chúng ta trang trí một cái bàn gọn thôi, có khoảng 5 tấc vuông, và trên đó thì cũng để một lư hương. Hay thì đấy là mình thấy rất rõ. Như vậy thì nếu nó bằng thông thiên thì phải từ dưới đất mọc lên, chứ không chấp nhận ở trên mọc xuống, ha. Bởi vì nó nói chùa một cột mà ở trên đưa xuống là sao được. Mà nhiều đồng đạo chúng ta thì cũng có rất là nhiều đồng đạo là dưới mọc lên rất đẹp, nhưng mà cũng có một số ở trên mọc xuống, tức là ở trên phòng thấy cây xuống bắt vào thông thiên. Do điều kiện nhà chặt hẹp gì đó thì thôi. Bây giờ nếu mà nói điều kiện ở chợ nhà chặt hẹp gì đó thì có thể chúng ta cũng tương đối. Tuy nhiên nếu nó đúng là phải ở dưới mọc lên mới đúng mà thông thiên. Sừng sững như đó hoa sen mọc giữa không trung. Cho nên nói đó hoa sen, cái ông thiết kế trước nào ông làm mà thông thiên này đó hoa sen nè, nó bằng sự mình nè. Cho nên thì theo tôi nghĩ rằng thì đây nó chỉ là tương đối là phương tiện thôi vậy. Chúng ta đừng có chấp quá. Cái quan trọng là dưới mọc lên được rồi, đừng có trên treo xuống là coi nó không hay. Đấy, thì dùng từ không hay thôi. Rồi lại thêm một vấn đề nữa. Thí dụ bây giờ ba cái hoa thờ này Đức Thầy có triệt buộc không? Thì xin thưa là không. Đức Thầy chúng ta uyển chuyển. Nếu có điều kiện, ở đây là ba ngôi gọi là có điều kiện nè. Nhà chúng ta có điều kiện thì mình cũng phải thực hiện cho đúng ba ngôi này. Còn nếu như không có điều kiện thì chúng ta chỉ thờ một ngôi thôi, bàn thông thiên. Nếu như nhà nào chặt hẹp là không có điều kiện thờ ba ngôi thì thờ một ngôi. Nhưng đồng đạo chúng ta lại nghịch,
chú Tâm ơi, nhà tôi chẹt quá, tôi chỉ thờ có ngôi mà thờ ông bà, vậy là nó sai rồi. Hoặc là chú Tâm ơi, nhà tôi chẹt, tôi thờ cái bàn thờ không thì càng sai nữa. Nếu như thật sự nhà chúng ta chật, không thờ được nhiều, thì chúng ta thờ một ngôi, đó là bàn thông thiên nha. Đó là không có điều kiện, Đức Thầy được giảm. Vấn đề thờ phượng này Đức Thầy dạy chúng ta là giảm, tăng không được. Thờ ba ngôi, giảm còn một ngôi chứ không phải là giảm hai ngôi nghe không. Nói gì cũng có quy củ cả. Không phải nói giờ nhà tôi chật, tôi thờ bàn cửu huyền với bàn Phật là sai. Nếu anh thờ được bàn cửu huyền, anh thờ được bàn Phật thì anh phải thờ luôn được bàn thông thiên. Còn nếu như nói nhà anh chật, anh thờ một ngôi bàn thông thiên được rồi, còn ở trên này không cần thiết. Bởi vì chúng ta tưởng trong tâm thôi. Và cái thứ ba nữa, nếu như mà chúng ta không có nhà ở chung đội người khác thì chúng ta khỏi thờ. Đức Thầy vẫn cho phép chúng ta khỏi thờ, nhưng mà phải có điều kiện kèm theo, đó là chúng ta không có nhà hoặc ở chung đội với người khác thì cái sự tín ngưỡng nó không đồng nhau thì chúng ta khỏi thờ. Nhưng mà khỏi thờ thì được, nhưng mà khỏi cúng thì không được. Đức Thầy chế là chế thờ, nhưng mà cúng Thầy không chế. Cho nên cái gì mình cũng phải bàn, có phải nói là nó có một cái gần như Đức Thầy dạy có ngừng có ngữ lắm, cái gì rất là rõ ràng. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta trình bày cách cúng. Cách cúng, cách cúng này có hai ý, một là về vật thực cúng, cái thứ hai là về thờ cúng. Như vậy thì về cách cúng này thì cái thứ nhất là bàn thờ ông bà. Bàn thờ ông bà Đức Thầy dùng một khái niệm là có chi cũng nấy ha, có chi cũng nấy. Chúng ta không có trừ món nào cả. Nói một cách nôm na là ăn chay thì cũng chay, ăn mặn thì cũng mặn, ai cho cái gì thì mình cúng cái đó, gọi là có chi cũng nấy, không hạn định. Như vậy thì giờ này nếu như trong đạo mình người nào mà hạn định rằng bàn thờ ông bà cúng cái này được, cúng cái kia không được là đồng đạo đó sai. Đã Thầy dạy có gì cúng nấy mà. Mà giờ này mình nói chàng ơi, tại sao nhà ông mà thờ ông bà ông cúng bông vậy, sai rồi, không được. Nhà bàn thờ ông bà cũng có thể là cúng bông, cũng có thể là không cúng bông, nó tùy theo điều kiện, phải không? Tức là có gì cúng nấy à, kìa có cúng được rồi. À, Đức Thầy dạy gọn nha, cho nên quý vị lưu ý chỗ này ha. Tại sao tôi nói cái này hơn nhiều? Bởi giờ này trong đạo của chúng ta lại có một cái khuynh hướng khác, lại cho rằng mà thờ ông bà là cúng bông không có được. Nó cúng bông lỗi mà tôi biết lỗi gì nữa. Nhiều khi là mình là người sống thì vẫn hưởng bông nè, hưởng hộ cho ông bà của mình, phải không? Cho nên nếu như mà có điều kiện thì chúng ta cũng nên cúng bông để trang trí cho cái sự tốt đẹp thôi. Dầu rằng trong cái mẫu chuyện mà Thầy dạy mướn hào phỉ đó, nhưng mà chưa chắc gì mẫu chuyện đúng 100%. Tôi có đọc cái chuyện đó rồi. Mẫu chuyện được ghi lại bằng chữ viết, chữ tay á, bằng một tập nhỏ thôi, trong đó có như là tôi nhớ không làm là 30 mẫu chuyện, 30-31 gì đó. Thì trong đó có mẫu chuyện Thầy dạy mướn hào phỉ là bàn thờ ông bà không cúng bông. Cho nên hiện nay nhiều đồng đạo chúng ta lại bắt chước mẫu chuyện này nè. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng nếu như giả sử có thật đó, thì mẫu chuyện này Thầy dạy cá nhân hương hào phỉ. Tức là Đức Thầy quán xét cái căn cơ trình độ hương hào thế nào đó mà Đức Thầy dạy về cá nhân. Còn về cộng đồng thì Thầy dạy cái này là cái chung nè. Chúng ta không thể nào áp đặt cái cá nhân thành cái chung được. Cái chung là cái chung, cái cá nhân là cái cá nhân. Giống như Đức Thầy dạy có nhiều đồng đạo ăn chay thì không cho, đúng không? Cho nên Đức Thầy theo căn cơ trình độ, có người ăn chay thì không cho, có người Thầy kêu ăn chay, đúng không? Cho nên chúng ta không thể nào đem cái cá nhân mà áp đặt cho cái chung được. Cái chung của bà thờ ông bà là có chi cũng nấy, còn cá nhân hương hào phỉ là do cái căn cơ trình độ hương hào mà chưa chắc mỗi chuyện nó thật sự là của Đức Thầy kể nữa. Nhiều khi Thầy nói như vậy mà hương hào không hiểu khác, bởi vì thuật qua thuật lại nó khác rồi, phải không? Bởi cái người mà tiếp nhận cái mẫu chuyện đó nó không hiểu hết ý của cái người nói, thật là nó chất quốc à. Cho nên chúng ta đừng chấp ấy. Thì đó là mình bàn ở cái bàn thờ ông bà có gì cũng đây ha. Rồi đến cái hai là bàn Phật. Bàn Phật thì Thầy quy định, Đức Thầy dạy chúng ta chỉ cúng là bông ha. Nước lạnh và nhang thôi ha. Đấy, bông ha, nước lạnh và nhang. Ba món này thôi, ai mà cúng thiếu hơn hoặc là dư không được. Nhưng mà nhớ đó, Thầy dạy bông là bông ha,
nó thầy dùng từ siêu lắm. Cho nên thầy nói bàn Phật mà cúng bông thì nó mình còn ăn gian được. Cái này phải bông hoa không quý vị? Này nó phải bông hoa, này nó bông giả, cái này cũng không được nha. Cái này để đây được cũng không được, cái này để chân thì được cũng không được. Cho nên cái gì thấy đó thầy mình trí tuệ không, thầy sợ mình nó gạt Phật. Cúng bông này để bàn thờ là gạt Phật này nha. Bông giả mà ra dám đem cúng có được gì đâu. Cho nên thầy mới dạy chúng ta là bông hoa. Như vậy thì bông hoa này có hai nghĩa, một là bông thật, hai là bông tươi. Đồng đạo rõ nha. Chứ bây giờ bông còn héo queo còn hoa gì nữa đâu. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như chúng ta nhà bông nhiều đó, dồi vào bông có thể mỗi ngày mỗi thay. Mà nếu như mà giờ bông nó khó quá thì 2-3 ngày cũng được, nhưng phải mỗi ngày phải rửa. Làm sao bông nó tươi được rồi ha. Nếu như mà chúng ta có điều kiện đó, theo tôi đó nha, chúng ta cúng bông gì cũng không bằng bông trang, nó tốt lắm quý vị. Bông trang nó rất là tốt, nó không tốn tiền, mà bông nước nó thốt nữa. Còn nhiều khi nhiều đồng đạo có tiền mua nào bông ly, bông gì đó, tôi không rành lắm, tại tôi không biết rành, chứ quý cô rành hả con ha. Nhiều khi đâu gì biết là một cái kỳ mua bông vậy đó. Thí dụ giả sử như đại lễ hoặc thí giảng mà không nói. Còn nếu ở nhà mỗi ngày mua bông mà tốn mấy trăm ngàn thì uổng lắm. Để mấy trăm ngàn làm từ thiện đi, Phật không có muốn vậy đâu. Chúng ta chỉ cần có bông là đơn giản rồi, để chừa tiền làm từ thiện nó tốt lắm. Ấy thì chúng ta hiểu về góc độ bông hoa. Và bông hoa này thì đây là tượng trưng, tượng trưng cho sự tinh khiết. Đấy. Rồi cái thứ hai là nước lạnh. Nước lạnh nha, không phải nước lã. Nguyên văn là nước lạnh. Nước lạnh là gì? Có nghĩa là nói chung là nước gì cũng được, chứ không phải mà đợi nước suối, nước tinh khiết hay nước gì đó, không có. Vậy thì giả sử giờ ở trong đồng, nếu trong trại trong đồng lại thì có nước suối. Cho nên thầy dùng cái từ nước lạnh là chúng ta thấy nó hết sức là tuyệt. Đây là từ phương ngữ, mang một cái tính mộc mạc của cái người hương giả nước lạnh ha. Đơn giản nước lạnh thôi, gọn vậy thôi, nước lạnh. Vì vậy cho nên nói gọn là cái khái niệm nước lạnh là gì? Nước nào mình uống được đó thì chúng ta cúng được. Bởi vì cúng xong mình uống, cơ hội phải cúng xong đổ bỏ nha. Chúng ta uống được là mình cúng được, chứ không có cần cầu kỳ phải là nước suối, nước tinh khiết gì đó. Thí dụ hàng ngày mình uống nước này nè, nước này nhiều nè, thì chúng ta cũng nên cúng nước này. Rồi giả sử những cái người nghèo khổ, người ta uống nước giếng không à, thì người ta cúng nước giếng. Cái ông kia ở trong đồng làm ruộng, hàng ngày uống nước nước địa không à, nước ao, thì ông cúng nước địa, nước ao. Có gì đâu, thì đó là nước lạnh. Và đặc biệt nước lạnh thầy cho biết đây là tượng trưng sự trong sạch. Và cái thứ ba là nhang, thầy còn dùng gì nữa? Thôi nè, có chữ thôi đó nghe. Tức là chỉ cúng là bông hoa, nước lạnh và nhang thôi, tức là không thêm nữa. Thôi, tới đây thôi nha. Thôi, tức là dùng từ chuẩn như đồng đạo nhớ nha. Thôi nha, chứ không phải thêm gì đó. Chứ không phải thêm dĩa trái cây nha. Thêm gì là không được. À, phải nói gọn vậy. Chắc phía sau đó buồn ngủ lắm rồi, nhưng anh nghe vỗ tay cũng mừng, vỗ cho mạnh đỡ buồn ngủ chứ gì. Hả quý vị, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì bây giờ trở về nhang, Đức Thầy chỉ nói nhang để bán mùi với chuột thôi. Cho Đức Thầy chúng ta cũng không có chịu cầu kỳ lắm. Cho nên thôi bây giờ nhang nào vừa vừa thôi, ít tốn tiền được rồi. Chứ không phải mà đi mua nhang thơm mà nhang gì đó tốn kém quá thì không hay lắm. Đây là chúng tôi nói về tâm lý thôi. Và cái thứ ba đó là vì tức là về bàn thông thiên. Bàn thông thiên thì có thể chúng ta có một cái khái niệm là gì? Cúng y bàn Phật. Bàn Phật cúng cái gì thì bàn thông thiên cúng y cái đấy, được rồi ha. Đó là mình hiểu về cách cúng. Như vậy thì đây là về cách cúng về sự. Còn cái thứ hai là cách cúng về thực hành, thì có thể là chúng tôi cũng về lý thuyết đi ha. Cách cúng này là cúng về sự nè, còn chúng ta còn cúng thực hành nữa, là cúng lại đó. Thì trong câu hỏi có một cái câu là thực hành cách cầm hương, rồi cách xá, cách lại, cách ngồi niệm Phật. Thì có thể là để vài tuần tới có buổi nào trống thì chúng ta sẽ có một cái buổi để thực hành vấn đề này. Cho nên ở đây thì chúng tôi chỉ nói về lý thuyết thôi. Thì ở nhiều chuyên đề cũng có trình bày rồi, thì có thể là mượn micro này làm cái nhang đi ha. Thì thứ nhất là gì? Về thực hành cách cúng thì theo cái giờ giấc, theo ông bà đi trước để lại thì cúng vào cái giờ gần như là nó có cái giờ nhất định, tuy nhiên cũng uyển chuyển, tức là giờ Mẹo và giờ Dậu đó.
Giấc sáng thì dao động từ 4 giờ đến 6 giờ. Giấc chiều thì dao động từ 17 giờ đến 19 giờ, tức là 5 đến 7. Đây là cái giờ mẹo dậu. Như vậy thì cái giờ là đó là cái giờ để dành cho người rảnh rỗi á. Còn nếu đồng đạo nào mà có công việc nhiều quá thì có thể chúng ta uyển chuyển. Giống như giả sử như giờ tôi đi thuyết giảng về tối quá 9 giờ đó, quá 7 giờ tôi nghỉ cúng sao? Không phải. Giờ nào cúng giờ đó, đó là mình uyển chuyển thôi, thầy cũng không có buộc triệt. Cho nên mình cũng được cái triệt buộc với nhau. Thầy chỉ nói là tức là sớm phi bá tánh cần chuyên thôi. Gọi là sớm với chiều mình đẳng cho lê thôi. Ha, chứ giờ giấc thầy không có định, còn định là mình định. Cho nên cũng có một số cũng triệt buộc phải cúng đúng giờ đó mới được. Thì xin thưa là nếu có điều kiện đúng thì tốt, đúng theo mẹo dậu. Còn nếu mà không có điều kiện thì chúng ta có thể uyển chuyển. Giả sử như giờ sáng 4 giờ ngủ gì không nổi sau cúng thì có thể 4 giờ rưỡi, 5 giờ cũng được. Nhưng đừng có để tới 6, 7 giờ nó sáng bét thì nó không hay. Nếu nói về cái giờ sinh học đó, đó chúng ta thức trễ cũng không tốt đâu cái gì. Đó là mình bàn nhiều giờ. Rồi cái thứ hai nữa là trước khi cúng thì ít nhất thì chúng ta cũng nhìn coi bàn thờ sạch sẽ không. Nếu không sạch sẽ thì mình cũng có thể dùng khăn lau rồi bông nước đâu đó cho tươm tắt đàng hoàng. Thì bắt đầu chúng ta mặc áo tràng để thực hiện cái thời cúng. Cho nên thì vấn đề về sự này đồng đạo hiểu rõ rồi, tức là phải trang nghiêm. Mà nhớ mặc áo tràng này mặc quần dài nha. Cũng có nhiều vị đồng đạo mặc quần lửng lửng à. Tại tôi nói là có, tôi gặp rồi tôi mới dám nói có quần lửng lửng á. Ha, quần lửng cái mặc áo tràng cúng mà giấu hả? Nhưng mà giấu Phật vậy tội chết. Mặc làm hơn cúng với mặc quần dài. Ha, vì thông cảm cho tôi nha. À, dùng bên Nam có gì nè, nhất là quý bạn trẻ nè. Nhiều khi mặc cái quần lửng lửng người ta giờ cúng mặc áo tràng thì cúng mà tôi thấy rõ ràng, thấy mới dám nói à quý vị. Cho nên là chúng ta phải mặc quần dài, áo tay ngắn cũng được. Bởi vì áo thì có áo tràng nó phủ rồi. Đó, thì bắt đầu mình thể hiện cái thời lễ bái. Như vậy thì trước khi cúng thì ba ngôi mình phải bông nước tương tắc đàng hoàng. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đốt ba cây hương. Hoặc giả là mỗi ngôi đốt một cây cũng được, mà làm gì nó lâu thôi, bây giờ mình lên đèn ha. Cái tiếp theo là lên đèn. Thì đa phần đồng đạo chúng ta thài xài đèn điện không à, cho nó đẹp thì thôi, vấn đề thì mình cũng uyển chuyển. Nếu mà có điều kiện thì thêm cái đèn dầu cũng tốt. Mà hơn nữa mình đốt nhang cần phải dùng đèn dầu rồi, hoặc là quẹt rồi đúng không. Nhưng mà nếu dùng đèn dầu thì chúng ta phải lưu ý là khi cúng xong phải tắt đèn, chứ không phải để đèn dầu sáng đêm rất là nguy hiểm. Lỡ con chuột con mèo nhảy ngang nó ngã gây quả quản, ai chịu đây? Không lẽ nó thừa tại ông Phật, thấy không? Cho nên cái gì cũng vậy đó, tại sao Phật không độ tôi? Chàng ơi, mình không độ mình để Phật độ mình là sao? Cho nên cái gì cũng vậy, mình cũng phải có một cái gọi là trí tuệ đó. À, cúng xong tắt đèn ấy, có thể là cũng nên là có đèn dầu. Thì bắt đầu chúng ta cúng cái ngôi đầu tiên là cái ngôi của quyền. Bây giờ tôi ước lượng là phía trước mặt là của quyền. Thì có thể đến đó đồng đạo theo lời thầy thì chúng ta bắt đầu cầm hương. Thì khi cầm hương đồng đạo nhớ chúng ta phải cầm hương là cái ngón tay út giữa cây hương ha, cái ngón tay giữa này giữa hương, chứ không phải chúng ta cầm hương kiểu này ha. Thường thường đồng đạo chúng ta cầm hương gì không nè, nhưng giờ này phải cầm hương sao mà cây hương ngay ngón tay giữa nè, ngón tay chúng ta cũng sát lại với nhau chứ đừng có hở gì ha, sát gì thôi. Đó là cách cầm hương ha, cầm hương. Thì khi cầm hương xong chúng ta xá thì đồng đạo cũng nhớ là xá vừa vừa thôi, động tác làm chậm một chút, có nhiều đồng đạo xá lẹ quá. Chúng ta xá vừa thôi trên này ha, ngay đây xá xuống nhẹ thôi. Chúng ta nhớ là xá vừa vậy thôi, đừng có xá chúi nhủi xuống ha. Nếu mà mình xá nhanh đó thì cái nhang nó chúi gì thì nó không hay ha. Chúng ta xá nhẹ thôi, hơi gì được rồi ha, xá hơi thôi. Thì đó là chúng ta xá, mà nhớ là phải xá đi từ đây, từ chỗ này nè, hai chấm đây đi xuống, chứ không phải mà chúng ta xá rồi xá hơi dưới không được. Mỗi xá đi từ trên đi xuống, về xuống rồi về chúng ta đi xuống là ba xá. Thì khi xá xong thì quỳ xuống chắp hương lên trán, mà đọc cái bài là cúi kính dân hương trước cửa quyền, cầu trên tất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật chỉ dốc tu hiền tạo phúc duyên. Thì khi chúng ta đọc xong bài này thì mình mới đứng lên nghe thẳng và chúng ta cắm hương. Thì đồng đạo nhớ cắm hương bàn thờ cửa quyền chúng ta nên cắm hai tay, thì cắm ngay chính giữa ngay ngắn đàng hoàng, chứ không phải chúng ta cắm mà cây ngang ngã quang nó lợi nó không hay ha. Chúng ta cắm ngay ngắn đàng hoàng, cho nên muốn để được ngay ngắn ngay thẳng thì trước khi mà chúng ta đốt hương đó, chúng ta sửa cái cây tâm hương đi. Bởi vì cây hương thì thường nó không có theo ý của mình, nó cong. Mình sửa trước đi, mình sửa cho nó ngay đi, rồi chúng ta hãy cắm. Và hơn thế nữa thì cái lư hương mình đó, chúng ta phải có cái gì bảo vệ đi. Chứ nếu không ấy, nhiều khi là mình cắm nó ngã qua cái lợi gì nè, hoặc là lâu ngày mà cho nó cứng á, cắm không xuống á, rồi chúng ta bỡ trên nè, thì nó rất là phải nó nhìn nó không có được thanh lịch. Mình phải làm sao cho nó gọn ghẽ đẹp đẽ đi. Tức là mình nhìn sao mình thấy được là được à, chứ đừng thấy nó hơi bề bộn quá thì nó không hay lắm.
Thì sau khi cắm hương xong thì chúng ta đứng ngay thẳng đọc tiếp cái bài, tức là cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng trời công nhọc nhằn đó. Dạy con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ như thân Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn giữ bền khổ tu. Thì mình đọc cái bài này gọi là bài cúi đầu. Thì đọc bài này xong thì chúng ta lại bốn lại. Và vấn đề lại này, thầy có dạy chúng ta là lại đứng hay lại quỳ, tùy theo sức mình lúc yếu mạnh. Như vậy thì nếu nó đúng ra là chúng ta lúc mạnh là phải lại đứng, chừng nào mình yếu mình phải lại quỳ. Nhưng mà đa phần trong đạo chúng ta chọn yếu nhiều hơn mạnh, nhất là quý cô thông cảm cho con. Thầy đâu có dạy là nam lại đứng, quỷ nữ lại quỳ đâu, mà đa phần trong đạo chúng ta nữ lại quỳ không, tức là giới nữ tự nhận mình là yếu phải không? Mà thật sự đó, trong đạo mình bây giờ lại đứng ít hơn lại quỳ. Đa phần đồng đạo chúng ta lại quỳ không mà. Nếu đúng là đại đứng, bây giờ đại đứng rất là tốt. Mà từ ngày chúng tôi biết đạo đến giờ là tôi đại đứng đâu mà. Trừ khi cái ngày nào mà tôi bệnh đến nỗi là tôi đứng không nổi tôi mới quỳ, mà ít lắm. Mà khi bệnh đứng không nổi là không còn cúng được rồi, lúc giờ cúng trong tâm đâu. Vì vậy cho nên đa phần lại đứng không mà. Bởi vì khi mà cái tư thế lại đứng là một cái tư thế tập thể dục, nó làm chúng ta rất là khỏe. Hừng sáng thức dậy mà chúng ta lại đứng giáp dòng thấy người khỏe lắm, giống đang tập thể dục vậy đó. Làm đạo thử đi ha, cho nên tập đâu có khó đâu, thấy đâu có khó. Cái chuyện này là cái chuyện trong tầm tay, mà nhiều khi là mình không làm thôi. Cái gì mình không làm cho nên là mình mới đổ thừa ra tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ. Chứ thật chắc ra trong đạo mà tôi dồn đó đó thì đa phần đồng đạo chúng ta lại quỳ, tức là mình chịu yếu. Trong khi đó thì mình là người rất là mạnh. Nhưng mà nói vậy thôi chứ tùy đồng đạo, phải nói mình nghe tôi nói về buộc không, phải không có buộc. Ở đây mình không có buộc với nhau, mình chỉ khuyên thôi, đi theo có lẽ đúng một chút thôi, bởi vì cái lại đứng có lợi cho mình. Và đồng đạo nên nhớ rằng khi chúng ta lại, cái tư thế mình lại nó từ từ thôi. Cũng có những người lại nhanh dữ lắm, lại xuống rồi niệm Phật không kịp. Tôi theo tôi nghĩ niệm Phật không kịp, cho nên chúng ta cũng lại từ từ. Và khi chúng ta xuống, đồng đạo nhớ là phải cái tư thế gọi là ngũ thể đầu địa. Tức là một nè, cái chán là một nè, hai cái cùi chỏ là ba nè, hai cái đầu gối là năm. Năm cái này gọi là ngũ thể đầu địa là đụng đất. Năm cái này phải năm phút cúi xuống đụng đất. Như vậy thì cái chán không được để trên cái bàn tay nha, mà bàn tay chúng ta phải đưa ra cái chán là sao đụng dưới, gọi là giật đầu đó. Chứ gì mới đúng là ngũ thể đầu địa. Có nghĩa là mình banh cái tay ra, banh bàn tay ra cho cái chán lọt lọt vừa khoảng giữa, đụng xuống dưới dáng, dưới chiếu, hoặc là dưới cái miếng chúng ta cúng đó, thì đúng là ngũ thể đầu địa. Và khi chúng ta lại xong bốn lại rồi thì đứng lên thì chúng ta xá ba xá. Bàn thờ ông bà thì xá ba xá thẳng. Như tôi nói hồi nãy, chúng ta xá phải từ từ thôi. Dụ gì? Chúng ta mỗi xá chúng ta đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu chúng ta xá lẹ gì, sao niệm Phật kịp quá vậy? Sao niệm Phật được? Cho nên mình phải xá làm sao mà nó nhịp nhàng theo cái câu niệm Phật ở trong tâm á. Nam Mô A Di Đà Phật vậy nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy mới được. Còn giờ xá gì sao niệm Phật được? Không lẽ giờ ba xá niệm một câu ông Phật đây nè, ăn vàng ổng nè, ba xá niệm một câu Phật. Mà thường thường tôi thấy chúng ta xá vậy là nhiều đó, xá ông Phật đi còn kịp nữa, chứ đừng nói chi mình. Phải không đồng đạo, để chúng ta nói về cái lý gì đó. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta cúng lại, đồng đạo đừng có gấp, đừng có nôn. Chàng ơi, một ngày 24 tiếng đồng hồ, tranh thủ thời gian cúng có 15 phút mà nôn tới ghê, đi đâu mà nôn, nhưng phải làm từ từ thôi. Thì như vậy thì khi xong cái bàn thờ của quyền rồi thì chúng ta đến cái bàn Phật. Thì mình cũng cầm hương, xá ba xá, chắp tay đưa lên trán và quỳ xuống đọc cái bài quy y. Đọc xong bài quy y rồi thì chúng ta bắt đầu cắm hương. Bàn Phật cao hơn thì chúng ta cắm hương, nhiều khi quyển chuyển không cần phải hai tay, nhiều khi một tay phải vịn vào cái cánh cửa, cái khung cửa thành vọng đó, hoặc là một tay chúng ta phải vắt vịn vào trong cái thang cắm một tay cũng được, nhưng mà phải đảm bảo là cây nhang ngay ngắn một chút, chứ đừng có cong queo coi không có được. Mới vừa cắm nhang xong có ông đạo nào ông thăm mình, phải không, gặp chàng ơi ông này ông tu hành, ông thấy cái ông cắm cây hương biết ông tu làm sao rồi, phải không? Ở đây không phải là mình chấp, nhưng mà cái gì nó cũng theo một cái lề lối hết đó. Và khi chúng ta cắm hương xong thì quý vị cũng đứng chắp tay vào ngực, đọc tiếp cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Thì thời gian không nhiều, tôi nói gì đồng đạo hiểu, đồng đạo không cần đọc nguyên văn ha. Và sau khi đọc xong bài Tây Phương Ngũ Nguyện rồi thì mình mới lại tạ Đức Phật bốn lại. Và lại xong rồi thì bắt đầu chúng ta xá ba xá, thì nó khác hơn hồi nãy.
Hồi nãy bàn thờ của quyền thì ba xá thẳng, còn bàn thờ Phật thì thầy dạy xá chính giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta phải đảm bảo mỗi xá đều trên xuống, chứ không phải là chúng ta xá gì rồi cái mình gì là không được, vì gọi là ăn gian Phật ha. Chúng ta phải về Nam mô Đà Phật, Nam mô Đại Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Chúng ta nghiêng vừa vừa thôi, chứ không phải mà Nam mô Phật là chúng ta nghiêng mạnh mà gì ha, là không được. Nghiêng gì nó quá xa, bởi vì ông Thế Chí với ông Quan Âm kế Đức Phật A Di Đà không có xa dữ gì đâu ha. Nhiều khi tôi thấy nhiều người xá vậy nè, vậy là quá xa rồi, hai ông cách xa lắm rồi đúng không, đâu có xa vậy, hai ông đứng sát bữa nè, cho nên mình xá từ từ, tức là mình tắt chút xíu thôi, gì nhẹ nhẹ thôi. Chúng ta chỉ cần hơi nghinh một chút thôi là thấy hơi xa rồi, không mà tôi nói đồng đạo suy nghĩ đúng không. Nhiều khi có nhiều đồng đạo xá xa quá à, cái ông Phật nói ủa ông nhớ ông đứng gần ông Phật A Di Đà nó có xa dữ vậy, mà sao học trò này xá xa quá vậy, tức là xá xa là xá đi đâu á, chứ không phải xá đúng ông Phật ha. Đây dụng sự đặc lý ha, nói chúng ta hiểu rồi. Vì vậy cho nên nhớ giùm tôi là trên xá xuống, phải đây xá xuống rồi xá xuống rồi xá xuống, chứ không phải mà xá gì chúng ta bầm 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 gì ha, có gì đồng đạo bầm bầm gì nè ha, nó có gì cho nên ở đây quý vị cũng thông cảm cho tôi ha, cái gì cũng vậy, nó có sự đặc lý. Và đặc biệt thì khi chúng ta xong cái bàn thờ của quyền, xong bàn Phật, thì bây giờ mình ra bàn thông thiên. Đức thầy dạy lấy ra bàn thông thiên, lấy hướng chánh bàn thông thiên làm hướng chánh trước mặt, sau lưng và hai bên vai. Hướng chánh bàn thông thiên có nguyện đọc bài Tây Phương, còn ba hướng kia chưa đọc bài. Hướng chánh bàn thông thiên có nguyện đọc bài Quy Y, còn ba hướng kia chưa đọc bài Tây Phương của nguyện. Như vậy thì tính chính vì cái câu này nè mà đồng đạo chúng ta nhầm. Đồng đạo mình cứ nghĩ rằng á, cứ nghĩ rằng cái hướng chánh bàn thông thiên chỉ đọc cái bài Quy Y không à, không đọc cái bài Tây Phương. Nhưng mà nếu nói về câu về chữ, chúng ta đọc cho kỹ nè. Hướng chánh bàn thông thiên có nguyện đọc bài Quy Y, tức là thêm cái bài Quy Y, còn ba hướng kia không thêm bài Quy Y, cho nên còn ba hướng kia chỉ đọc bài Tây Phương của nguyện. Cái ý câu này nó, câu văn ý là vậy, có nghĩa rằng bốn hướng đều có bài Tây Phương ngũ nguyện, nhưng đặc biệt cái hướng chánh là thêm cái bài Quy Y, chứ không phải hướng chánh đọc bài Quy Y và bỏ cái bài Tây Phương ngũ nguyện. Nó có ý đó. Vì vậy cho nên khi ra hướng chánh bằng thông thiên thì chúng ta cũng xá ba xá. Xá xong chúng ta quỳ xuống, chắp tay đưa lên trán đọc bài Quy Y. Đọc xong rồi đứng lên cắm hương, và sau đó chúng ta đứng ngay thẳng đọc cái bài Tây Phương ngũ nguyện. Đọc xong bài Tây Phương ngũ nguyện rồi chúng ta lại tạ Đức Phật bốn lại. Bốn lại xong rồi chúng ta cũng xá chính giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Thì xong hướng chánh rồi, Đức thầy dạy trước mặt và sau lưng, thì đến hướng thứ nhì là cái hướng thứ hai là phía sau lưng. Đến hướng sau lưng này Đức thầy miễn chúng ta đọc cái bài Quy Y, cho nên chúng ta chỉ xá ba xá xong, chắp tay vào ngực đọc cái bài Tây Phương ngũ nguyện. Đọc xong bài Tây Phương ngũ nguyện rồi thì chúng ta lại bốn lại và xá ba xá y như trước, tức là Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Rồi đến cái hướng thứ ba, chúng ta quay tiếp tục theo cái hướng đi ngược kim đồng hồ. Thì hướng thứ ba Đức thầy cũng chế không, chúng ta không đọc cái bài Quy Y mà chỉ chắp tay vào ngực đọc cái bài Tây Phương ngũ nguyện lại bốn lại, và chúng ta xá ba xá y như trước. Và hướng cao sau cùng, tiếp tục chúng ta quay hướng sau cùng thứ tư, thì cũng y như hướng thứ hai thứ ba. Hướng thứ tư chúng ta cũng chắp tay vào ngực đọc cái bài Tây Phương ngũ nguyện xong rồi thì chúng ta lại bốn lại và xá ba xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Xong đến hướng sau cùng, đến cái trở về cái vị trí ban đầu thì chúng ta chỉ trở về góc 90 độ thôi. Được rồi, chứ không cần là chúng ta phải quay vòng vòng gì 270 độ. Thì vấn đề này thầy đã rầy rồi. Trước đây cũng có nhiều ông quay vậy đó. Lúc đó thầy chưa vắng mặt, thầy nói mấy ông giống như hát bội vậy. Thôi hướng cuối cùng quay ngược được đâu, tức là hướng cuối cùng này thì chúng ta chỉ cần quay gì thôi. Nhưng mà khi quay xong mà đi vào bên trong thì chúng ta phải đi theo cái hướng. Cái hướng chánh trong sự lễ bái của chúng ta là cái hướng đi ngược kim đồng hồ. Hôm nay chúng ta tu là đi ngược dòng đời, đi ngược kim đồng hồ, đi cái hướng ngược á đồng đạo. Vì vậy cho nên những cái động tác của mình trong những cái buổi cầu nguyện, trong những thời cúng, thì đồng đạo chúng ta phải thực hiện đi ngược kim đồng hồ. Và sau khi chúng ta cúng xong thì Đức thầy dạy chúng ta là cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay niệm cái bài Tây Phương 37 chữ. Vì vậy cho nên khi cúng xong rồi thì đồng đạo cũng phải dành cái thời gian để chúng ta trở về bên trong.
để chúng ta ngồi niệm Phật. Và nếu ngồi phải ngồi theo một tư thế bán dạ, tức là cái chân bên phải đặt qua bắp đùi bên trái. Đây là cách ngồi bán dạ. Nó khác với kiết dạ, nó khác với kiết tường mà chúng tôi cũng nói quá nhiều lần. Hôm nay nhắc gọn thôi chắc đồng đạo hiểu hết rồi. Và đặc biệt chúng ta niệm Phật nhiều hay ít là tùy theo sức mình, tức là tùy sức khỏe. Có thể là chúng ta niệm Phật 5 phút, 10 phút, 20 phút, nửa tiếng gì đó là tùy. Nhưng mà cái điều quan trọng thầy dạy ở đây là gì? Lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Cái quan trọng đồng đạo nhớ giùm cho tôi là chúng ta, Đức Thầy dạy một cái khái niệm đó, chỉ niệm. Đồng đạo nên ghi cái đoạn giảng này, cái đoạn này vào để chúng ta ghi nhớ đồng đạo. Chỉ niệm trong tâm. Cái này là chánh văn Đức Thầy. Tất cả những cái sự cúng lại của mình, luôn cả ngồi niệm Phật, thì tất cả chúng ta đều là tâm niệm. Trừ khi hôm nay chúng ta đi một cái lễ hội, lễ cầu nguyện chẳng hạn, lễ hội thì chẳng hạn, do đông người thì có thể ông sứ ngôn, ông đọc ra tiếng để thống nhất. Nhưng mà tất cả những người còn lại phải nguyện trong tâm. Bởi vì đây là cái tâm của đạo chúng ta, đó là lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Thì đó là chúng tôi cũng nói gọn. Rồi giờ này chúng ta đến cái phần thứ tư là gì? Ý nghĩa các ngôi thờ ha. Ý nghĩa các ngôi thờ. Như vậy thì ba ngôi thờ của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì trong tài liệu ghi rất đầy đủ rồi. Thì chúng tôi cũng qua cho nó nhanh, thời gian cũng không nhiều lắm gì. Rồi còn phải trình bày ý nghĩa của các bài cúng nữa, chắc thời gian không đủ rồi. Như vậy thì ý nghĩa các ngôi thờ thì tài liệu có đủ rồi. Cái bàn thờ của quyền là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho thánh đạo. Hiếu trung chuyện tích sờ sờ, người đời phải biết phụng thờ mẹ cha. Và đặc biệt thì cái bàn thờ Phật là tượng trưng cho Phật đạo. Mà thầy dạy là thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Rồi đến cái bàn thờ thông thiên. Bàn thông thiên thì tượng trưng cho tiên đạo. Bởi vì trong sách, trong sám giảng của thầy, trong cái bài từ giả làng nhân nghĩa, thầy đã dạy đi xa thì cũng dặn đành, bàn không thiên cũng thiệt hành như y, bốn phương điều động vậy thì cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Như vậy thì chính vì có cái từ từ bi Phật trời cho nên lúc bây giờ thì trong đạo chúng ta mới xác định rằng bàn không thiên là tượng trưng cho tiên đạo. Bởi vì thiên thiểm tại ốc, thiểm ốc, thiên thiểm ốc tại đầu đó. Tức là đây cũng là một cái bản sắc của cái người Việt chúng ta, tức là khi ra khỏi đầu thì có một sự tín ngưỡng Phật trời. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta nói cho đúng hơn thì bàn thông thiên đây có thể nói là nửa tiên đạo và cũng nửa Phật đạo. Bởi thầy dạy là tư bí Phật trời nè. Tuy nhiên trong bài học này thì chúng ta hiểu ngay bàn thông thiên là tiên đạo để làm chi? Để khi chúng ta trình bày ba cái ngôi thờ của người tín đồ Phật giáo Hảo chúng ta thì tượng trưng cho Phật Thánh Tiên, tức là tam giáo quy nguyên đó. Phật Thánh Tiên Đông Độ nước sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Ba ngôi thờ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là tượng trưng cho tam giáo quy nguyên, tức là Phật Thánh Tiên. Vì vậy cho nên đó là ý nghĩa cho các ngôi thờ. Rồi bây giờ đến cái phần cuối cùng. Ý nghĩa của bài nguyện thì có thể là chúng tôi cũng định ghi bản nhiều nhưng thời gian không nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ đọc cái nguyên văn để tìm hiểu một số ý thôi. Đúng 11 giờ chúng ta nghỉ. Như vậy thì ý nghĩa của bài nguyện thì đối với cái bài nguyện trước thọ ông bà thì theo chúng tôi nghĩ là ý nghĩa này thì mình đã rõ rồi. Cúi kính dâng hương, cái chữ dâng là dân đó, trước cửu quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, thiền là thành. Như vậy thì cửu quyền thất tổ đây là một cái thành ngữ, mà thành ngữ này chúng ta không có thể hiểu là bảy đời chín đời đồng đạo. Bởi vì cái chữ cửu là gì? Cái chữ thất là số 7 đúng không? Mà cái chữ thất này cũng gọi là dương. Dương. Cái chữ cổ là con số 9, nhưng mà cái chữ cổ này cũng gọi là âm dương. Làm. Đấy, chữ quyền là sâu kính, chữ tổ là tông tổ của chúng ta. Như vậy thì chữ thất là 7. Nhưng mà theo cái nghĩa của cổ quyền ở đây thì chữ thất này theo tôi nghĩ đó là dương. Tức là chỉ cho mấy ông. Bởi vì chữ dương là gì? Chữ dương là mấy ông nè. Chữ âm là mấy bà, rất rõ ràng. Chữ cửu là con số 9, nhưng mà chữ cửu cũng gọi là âm. Vì vậy cho nên cửu quyền thất tổ thì chúng ta không thể nào đặt để ở 7 đệ 9 đời, mà đây là một thành ngữ chỉ chung cho ông bà, cha mẹ vô lượng kiếp. Đúng với câu là phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp mà Đức Thầy đã dạy rất rõ.
rất rõ. Vì vậy cho nên cái khái niệm từ của quyền thất tổ thì có thể chúng ta hiểu đây là ông bà cha mẹ chúng ta từ vô lượng kiếp về trước, chứ không quy định ở 7 đời. Nếu nói ở 7 đời, 9 đời thì chúng ta hiểu ở cái từ cửu tộc đó. Như Đức Thầy có dạy cho ông cả Đạo Thành Đô đó, về cái từ cửu tộc đó thì mới có 7 đời 9 đời. Còn nếu mà nói theo một khái niệm từ ngữ đó, con số 7 và con số 9 thì hai con số này là con số vô lượng. Nếu nói về số, về cái lý số của 10 con số là nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập của cái văn hóa của Trung Hoa đó, thì con số 7 và số 9 là thất và cửu, là con số này còn gọi là con số vô lượng, cho nên chỉ cho con số nhiều. Như vậy thì bốn câu đầu tiên của bài bàn thờ của quyền là giống như mình trình đó. Mình trình: cúi kính dâng hương trước của quyền, cầu trên thấp tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật chí giống tu hiền đạo phước duyên. Cái yếu tố đặc biệt ở đây là cái câu cuối cùng là chúng ta nguyện với của quyền là chí dốc tu hiền. Hôm nay chúng ta tu là phải hiền, và đồng thời mình phải tạo cái phước duyên, quý vị. Chúng ta phải tạo phước duyên, có như vậy thì mới đạt kết quả. Ở đây là khi đây lúc này là mình trình với của quyền rồi. Và sau bốn cái này rồi, chúng ta đọc tiếp cái bài cuối đầu lại: tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn, rồi con xin giữ đạo hằng tu cầu tông tổ chia thân Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu. Thì như vậy thì qua cái bài nguyện này thì chúng tôi chỉ nói đại để thôi, bởi vì tổ tông và cổ quyền thất tổ thì không khác với nhau, cũng chỉ là một cái khái niệm thôi. Nhưng Đức Thầy dùng những cái trừ từ ngữ có thay đổi một số cấu trúc từ ngữ để cho chúng ta dễ nhớ, và nó thể hiện một tính hết sức là văn chương thôi. Và hơn thế nữa, cái đoạn này có hai ý. Ý thứ nhất là hôm nay chúng ta tu là mình nguyện là mình sẽ đẹp, sẽ làm cho tông tổ của mình được đẹp mặt đẹp mày. Tức là chúng ta phải làm sao mà làm cho tông tổ mình đẹp mặt đẹp mày nè. Mình làm lành lánh dữ để làm sao mà cho dòng tộc của mình được, phải nói rõ là được nở mặt nở mày, cũng có được một người con tạo phước duyên, cũng có được người con tu hành. Và đồng thời mình nguyện là mình cứu vớt những cái người thấp hơn mình ha, mình sẽ cứu vớt những người thấp hơn mình, và đồng thời mình nhờ cái người cao hơn mình độ ngược lại mình. Nó đặc biệt trong ý của cái đoạn này nè, cái là cái ý của cái đoạn mà cuối đầu ta tổ tông nào đâu, tức là cái ý là nghĩa là mình nhờ của quyền độ cho mình cái người cao hơn mình, độ mình yên ổn vững bền cõi tu, tức là đức cả bề trên đó. Đức cả bề trên đây là chỉ cho những người trong của quyền nghe, chứ không phải mà nói về những cái người bên, tức là bên cõi Phật. Đức cả bề trên là ông cha của mình, những cái người mà gần như là được cái vinh dị, được cái công quả nó cao, và đức cả bề trên. Thì nếu như người nào cao hơn mình thì mình nhờ người đó tiếp độ mình, và đồng thời mình cũng nguyện rằng mình tu hành sẽ được giải thoát để mình cứu độ cái người dưới hơn mình. Hai cái này phải nói nó có một cái sự gần như là có trên có dưới, để chúng ta có một cái nhiệm vụ. Như vậy thì nội mà hai cái ý này thôi thì mình thấy rằng cái đời tu mình nó quan trọng lắm đồng đạo. Cho nên hôm nay đâu phải chúng ta tu mình nên mình, mà mình tu mình còn có một trách nhiệm để cứu vớt tổ tông của mình. Đúng như lời Đức Thầy dạy là đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thời trước. Hay hoặc là ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bấy đời. Hoặc giả là Đức Thầy dạy là nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ vãng sanh liên đài, nó không hết. Thì các ý đó cũng không ngoài cái ý mà hôm nay chúng ta nguyện sẽ cứu vớt. Mình tu ở đây mình vừa độ mình, và chúng ta phải cứu vớt những cái người đã đi trước. Thì đó là mình hiểu về cái khái niệm. Tôi nói gọn thôi chứ cũng không thời gian dài, chứ nếu có thời gian nhiều thì mình trình bày cho nó cận, cho nó gần gũi một chút, cho nó rộng một chút. Rồi đến cái bài nguyện thứ ba, tức là cái bài quy y, thì bắt đầu chúng ta nguyện là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì rõ ràng đây là mình nguyện danh hiệu Đức Phật Tổ Thích Ca, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni rồi. Ngài là giáo chủ của đạo Phật ở cõi Ta Bà. Và kế tiếp là mình nguyện Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng, tức là 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng. Như vậy thì 10 phương gọi là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Tây Bắc Đông Bắc, là 8 phương, gọi là 4 phương mà 8 hướng đó. Và phương thượng, phương hạ, trên dưới nữa là 10 phương. Thì đây còn gọi là chu vi 360 độ, gồm đủ hết tất cả. Tức là Đông Tây Nam Bắc, Đông Tây Tây Nam, Đông Nam Tây Bắc Đông Bắc, và phương thượng phương hạ đó là 10 phương. Tức là tất cả các chư Phật, tất cả các vị tức là Pháp, tất cả các vị Tăng, gọi là Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng. Và Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Thì Phật Tổ này Thầy nhắc lại
Tức là chúng ta nguyện Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, tức là nguyện ngay Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ đó. Tức là nhắc lại cái danh hiệu vừa rồi, chứ Phật Tổ thì không phải là chỉ Đức Phật A Di Đà nào đâu. Bởi vì cái bài nguyện quy y thì không dính dáng Đức Phật A Di Đà. Đến cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện thì mới có Đức Phật A Di Đà trong đó. Vì vậy cho nên cái từ Phật Tổ mà thầy biết đây là theo một cái án văn nó liền với nhau là Phật Tổ Phật Thầy. Chứ thật chắc ra Phật Tổ là Đức Thích Ca Mâu Ni và Phật Thầy thì chúng ta hiểu ngay là Đức Phật Thầy Tây An là một. Và cái thứ hai, từ Phật Thầy này cũng là Đức Thầy chúng ta. Bởi Đức Phật Thầy Tây An và Đức Thầy chúng ta hai nhưng chỉ là một thôi. Giống như vừa rồi đồng đạo nghe cái bài giảng sáng nay. Vì vậy cho nên Phật Tổ Phật Thầy, dầu rằng cái từ Phật Thầy, dầu rằng chúng ta hiểu về sự là chỉ cho Đức Phật Thầy Tây An, nhưng mà ngấm ngầm trong đó thì có Đức Thầy chúng ta. Bởi vì Đức Phật Thầy Tây An tái sanh là Đức Thầy chúng ta, mà Đức Thầy xác định là nay khùng đã hết già quá trẻ nên giữa đồng một lại có sông, hay hoặc là khùng thời quê ngủ núi Sam còn điên chẳng có chùa am dưới này. Thì vấn đề này chúng ta thấy rõ rồi, lòng thương sanh chúng luôn chuyển kiếp rồi, giả ái dương trần đổi sắc thân. Vì vậy cho nên có một sự thay đổi như vậy, nhưng mà hai vị này chỉ có một mà thôi. Do đó cho nên trong bài quy cũng có người hỏi tôi rằng tại sao thầy dạy quy nhiều người như vậy mà Đức Thầy không dạy quy theo Đức Thầy. Thì nói có rồi, Đức Thầy chúng ta là chỗ Phật Thầy đó, Phật Thầy tức Đức Thầy. Rồi đến Quang Thượng Đẳng Đại Thần tức là Cụ Nguyễn Trung Trực. Rồi chư tức là chư vị Sơn Thần, tức là Quang Thượng Đẳng Đại Thần. Rồi chư vị Sơn Thần, chư Quang Cụ Thần chứ. Tức là chư Quang Cụ Thần là chỉ cho những cái người làm quan lâu đời, gọi là chư Quang Cụ Thần. Đồng tức là chư vị Sơn Thần, thì chư vị Sơn Thần là tất cả các ông thần, gọi thần núi đó. Bởi vì thần núi là ông thần này phải nói rõ là gần như là âm thiện, giống như đồng đạo chúng ta nghe về Sơn Tinh Thủy Tinh đúng không? Bởi vì cái truyền thuyết thì thần núi là thần thiện, mà ông thần sông thì thần này là bất thiện. Cho nên thường thường thì ông thần núi ta gọi là ông thần Sơn Thần, mà ông dưới sông đó gọi là Sơn Thần, gọi là gì? Bà Thủy hả? Thủy Thần, bà Thủy. Thì đây là mình chỉ nói về cái khái niệm, có thể nói là về trừu tượng thôi. Chứ thần cắt ra thì Đức Thầy cũng không biết, nhưng mà tuy nhiên thì Đức Thầy dạy chúng ta là quy theo theo các vị Sơn Thần, chứ thầy không có dạy quy theo Thủy Thần nha, giống như cái chuyện mà Sơn Tinh Thủy Tinh như đồng đồng. Và cái đặc biệt hơn thì thầy dạy thêm là chúng ta quy theo là chư vị năm non bảy núi. Đáng lẽ là Sơn Thần đủ rồi, mà còn Đức Thầy còn dạy chúng ta phải quy theo chư vị năm non bảy núi. Thì quý vị thấy là năm non chúng ta hiểu ngay rồi, cái non cao nhất là tức là Bồ Hông, rồi Dồ Đầu, rồi Dồ Bà, Dồ Ông Bướm và Dồ Thiên Tế, thì đó là năm non trong thiên núi Cấm chúng ta, tức là Thiên Cẩm Sơn. Còn bảy núi thì tức là năm, tức là bảy cái vị thần đang cai trị giữ gìn ở bảy cái ngọn núi. Trong nhiều ngọn núi, trong đó có anh Vũ Sơn, có Thủy Đài Sơn, có Thiên Cẩm Sơn, có Ngọa Long Sơn, có Phụng Hoàng Sơn và có Thủy Đài Sơn. Thì đấy là bảy cái ngọn núi. Thì thời gian đã hết rồi, tôi cho nó gọn gọn thôi, thì đồng đạo đã đành các cái niệm này rồi. Và đồng thời đáng lẽ ra là Sơn Thần là sống rồi, nhưng mà Đức Thầy lại dạy chúng ta phải quy theo các vị năm non bảy núi. Bởi vì các vị này gọi là thổ địa đó, bởi vì nơi đây là cái nơi trung ương điểm. Nơi đây Đức Thầy cũng đã dạy rất rõ là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi ngày sau báo quý, hay hoặc là lầu đài núi Cấm Lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Thì những khái niệm đó là chúng ta thấy Đức Thầy đã dự ngôn rồi, đây là những cái nơi phải nói rõ là trung ương rồi. Cho nên hôm nay mình quy theo các ngài này để làm chi? Giống như làm quen các ổng vậy đó, làm quen trước đi, để mai mốt mình về đây rồi mình cũng quen với mấy ổng ha. Cho nên ý mà chúng tôi muốn nói ở chỗ đó, thì đó là chúng ta thấy rõ về những cái khái niệm gì từ ngữ của bài quy. Và sau khi mình gọi hàng loạt các cái vị từ Phật đến Thánh đến Thần, thì lúc bây giờ nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lãnh dữ, quy theo mấy ngài tu hiền theo Phật đạo. Như vậy thì lúc giờ mình mới nguyện với các ngài là mình bắt đầu cải hối ăn năn. Cải hối đây là một khái niệm của từ sám hối, gọi là sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Có nghĩa là lúc bây giờ mình mới cải hối, gọi là ăn năn cải hối đó, mình làm quá nhiều cái điều tội lỗi rồi, cho nên hôm nay mình mới nguyện là mình đã biết cái tội rồi, từ đây về sau không dám làm tội nữa, cho nên mới có khái niệm tiếp theo làm lành lãnh dữ nè. Nhưng mà cái rốt ráo của chúng ta là gì? Cái rốt ráo của chúng ta là tu hiền theo Phật đạo. Dầu rằng tạm thời chúng ta quy theo nhiều người, nhưng mà cái cốt lõi chúng ta là tu hiền theo Phật đạo là cái chính. Cái chính là chúng ta về Phật đạo. Vì vậy cho nên khi nguyện cái bài này rồi, thì đồng đạo chúng ta phải ráng nhớ,
Nếu mà chúng ta không nhớ bài nguyện này là chúng ta không đắc đạo được. Bởi vì bài nguyện này là nó căn bản. Cái nhớ ở đây là chúng tôi nói ở đây là nhớ để làm theo, nhớ để thực hiện. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chúng non xanh. Hay hoặc là chi bằng nhớ lại câu hồng thệ, tỉnh ngộ nghe thầy dạy hỡi con. Thì chúng ta đã thề nguyện chứ không ấn tam bảo rồi. Chúng ta đang thề nguyện các vị là sơn thần, các vị năm non bảy núi rồi, rồi là tức là non xanh rồi. Thì chúng ta phải nhớ cái tông chúng ta là làm lành đứng dữ, cái tông chúng ta là tu hiện Phật đạo, thì đấy là đại để của cái bài quy y. Còn cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện thì chúng tôi thấy thời gian cũng đã hết rồi, thì chắc có thể là quý vị có thể xem lại trên các cái bài của chúng tôi trên YouTube. Thì cũng có những bài tôi có trình bày cái ý này, thì cũng có những bài bị khống chế thời gian, không có thời gian trình bày được. Thì chắc có thể là ý nghĩa của các cái bài cúng thì chúng tôi sẽ tạm ngưng tại đây. Thì cũng mong rằng đồng đạo thông cảm, bởi vì chúng ta làm việc thì cũng phải theo cái thời gian nhất định. Chứ nếu nhiều trình bày thêm cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện nữa chắc khoảng tốn khoảng 15 phút. Thì thôi thì chúng ta có thể là tạm ngưng tại đây. Thì trong cái chuyên đề này, qua cái phần mà ý nghĩa các bài cúng thì chỉ là phần phụ để chúng ta có gì kiến thức. Còn tuy nhiên về nội dung bài thì chúng ta chỉ dừng lại ở cái chỗ ý nghĩa của các hội thờ trong cái câu hỏi rồi. Cho nên thì tôi mong rằng qua sự trình bày này, quý vị có thể chúng ta xem kỹ lại và chúng ta coi kỹ câu hỏi. Thì trong cái bài này sẽ có 3 câu hỏi. Thì có thể là các tuần tiếp theo ban giám thị sẽ gặp gỡ quý vị để có thể là mời quý vị đồng đạo đến đây để xin quà các câu hỏi này. Thì và có thể là đến gần cuối khóa thì chúng tôi sẽ lượt lại các câu hỏi ôn thi, cũng có thể là 10 câu, cũng có thể là 12 câu, để tùy cái trình độ lớp học của mình. Lớp học này cũng có thể là chúng ta cho thi trắc nghiệm, cũng có thể là không cho thi trắc nghiệm. Thì vấn đề này tôi cũng chưa có dự kiến, bởi vì lớp học còn dài mà, chúng ta còn đến mười mấy tuần nữa đang. Cho nên thì chúng tôi sẽ đợi gần đến cuối khóa đó thì chúng tôi sẽ xem xét cái tình hình của quý đồng đạo, coi đồng đạo chúng ta trình độ như thế nào thì mình sẽ uyển chuyển như thế đó. Nếu mà trình độ cao thì mình cho thi ôn thi nhiều một chút, có thể là 12 câu, 15 câu. Còn nếu mà trình độ mà chúng ta vừa vừa thì có thể ôn thi 10 câu. Thì nếu như đồng đạo mà tôi thấy đồng đạo chúng ta thích viết á, thì tôi sẽ cho 5 câu hỏi tự luận. Còn thấy đồng đạo chúng ta thích về cái trắc nghiệm thì có thể chúng ta cho thi trắc nghiệm. Thì các yếu tố đó thì có thể đến gần cuối đi thì chúng ta sẽ có cái phần ôn kỹ hơn. Còn hôm nay thì đến đây thì chúng tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ qua cái bài giảng về cách thờ phượng lễ bái của tín đồ Đạo Phật Giáo Bảo. Thì do cái thời lượng khống chế cho nên thì cũng tạm ngừng tại đây. Thì cũng mong là quý vị đồng đạo cũng thông cảm. Thì trong quá trình trao đổi thì cũng không sao khỏi những sơ sót, rất mong quý vị niệm tình lượng thứ, có thể bổ khuyết thêm. Bởi vì dầu là học viên nhưng mà trong lớp học này cũng có các vị trong các ban trị sự, cũng có các vị chú bác của tôi, thì cũng những người cũng hiểu thông về đạo pháp lắm. Cho nên thì nói chung thì chúng ta không ai toàn vẹn cả, bản thân tôi cũng vậy thôi, cũng có những cái sai sót lắm. Thì cũng mong cái sự đóng góp nhiệt tình của quý vị. Cuối cùng thì chúng tôi cũng xin cầu chúc cho lớp học chúng ta ngày nào cũng được đông như thế này, càng ngày càng đông hơn nữa, và chúng ta đến ngày thi cuối khóa ai cũng đạt được cái điểm cao tại lớp học này, ai cũng đậu hết. Và đậu ở đây chỉ là đậu tạm thời thôi, quan trọng khi chúng ta trở về nhà thì mình sẽ đậu qua cái câu giảng mà thầy dạy chúng ta rằng, tức là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Đó mà thật sự là chúng ta đậu. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.